mây trôi mãi ngàn năm trên bầu trời xa rộng, từng giọt mưa thấm đất cho khơi nguồn cỏ cây. Sông trôi mãi ngàn năm tuôn về đây bể rộng, nơi gió ngang lòng lòng như lòng mẹ bao. Con có gì là như quê xưa, bao năm dài quê hương là dòng nước mắt, mẹ hiền khóc nhớ thương con. Con có nhớ thuở con thơ, à ơi lời ru thâm tim bình. Cho con cội nguồn yêu thật sự không còn ai biết tung tích của mẹ con đâu hết sao ba? Mọi thứ ở đây đều thay đổi hết. Ba đã hỏi dò mà không biết họ ở đâu. Ba cũng có nhờ báo đài đăng tin tìm kiếm. Nếu có tin tức gì, họ sẽ thông báo về khách sạn cho mình. Ba biết không, khi về tới nơi đây, con bỗng thấy khát khao tìm lại mẹ hơn bao giờ hết. Ba biết chứ, hai mươi mấy năm trời xa cách. Tại sao trước đây ba không nói cho con biết hết sự thật về mẹ con vậy ba? Ba cũng như mọi người di tản khác, không biết chút gì về thông tin chính xác trong nước, nên không dám cho con hay, vì sợ con nóng lòng tìm lại mẹ con. Đến hôm nay đi lại dễ dàng, ba mới kể rõ đầu đuôi cho con tìm lại mẹ con. Ba ơi, suốt bao nhiêu năm qua con cứ ngỡ con không có cội nguồn. Ba nuôi dưỡng con nên người, một đời gian khó chẳng than gian. Ơn nghĩa sâu rộng của ba con khắc ghi cho đến muôn đời, nhưng còn mẫu tử thâm tình đời mẹ quá khổ đau. Ba cũng mong tìm lại người xưa mà nói lời tạ tội với người năm xưa gây cánh chia lìa cho cốt nhục ly tan. Ba đừng nghĩ vậy. Theo lời ba kể lại thì mẹ con quá thật đau khổ đáng thương. Xã hội ngày xưa còn khắt khe quá. Còn chuyện ba bắt con đem đi, đó là vì lòng tốt, vì ơn nghĩa với ông ngoại con. Biết vậy, nhưng nếu chưa gặp lại mẹ con để nói lời tạ lỗi thì ba vẫn dai sức không. Năm xưa gây cánh tình ngang trái, mẹ nhớ thương con niềm đau khắc khoải. Hai mươi mấy năm dài
ba đã yêu thương, dạy bảo cho con không quên cội quên nguồn. Ba dạy con lòng thương yêu hiếu thảo, đối với mẹ hiền và với những cuộc sống bon chen, ba cứ sợ con sẽ lạc bước sai đường, bờ mịt ngu mê trong bóng tối đêm trường, thì khi trở lại đây cùng người xưa tôi về, ba sâu hổ vô cùng vì không trọn phần dương vui. Nhưng cùng mai sao con nên người thành đi đạt, lại tình thương yêu của mẹ hiền. Ba cũng yên tâm nếu bây giờ gặp lại mẹ con. Ba ơi, nếu như mình về chuyến này không gặp được thì sao hả ba? Thì ba sẽ cho con trở lại đây tìm nhiều lần nữa, đến khi nào gặp lại mới thôi. Nhưng ba chỉ sợ... Ba sợ chuyện gì vậy ba? Chứng bệnh tim của mẹ con. Nhưng dù sao mình cũng phải tìm cho được con à. Con cảm ơn ba. Khờ quá, đó là bổn phận của ba mà. Thôi, con cứ ở đây chơi cho nó thư thả, ba về khách sạn chờ xem con có tin gì hay không. Dạ, ba về trước đi, chúc con về sau. Ừ. Con đã về tìm lại quê hương, bao tình thương ấp ủ trong lòng. Sao mẹ hiền giờ đây vắng bóng, trên biển buồn thổn thức lệ con rơi. Mẹ
Sorry. Tôi không có sao. Ủa, bộ anh biết nói tiếng Việt hả? Tôi là người Việt Nam mà. Vậy mà tôi tưởng... Ba tôi là người Mỹ. Thôi, dù anh là người gì cũng được. Cho tôi xin lỗi nha, tự gấp quá mà Thắng không có ăn, cho nên tôi mới đụng nhầm anh. Anh cho tôi xin lỗi. Tôi nói khỏi cần xin lỗi. Nhưng mà tôi có lỗi phải xin, không biết anh có vui lòng. Tôi sẽ còn vui lòng nhiều hơn nếu như cô chịu trò chuyện với tôi. À, thì ra cái anh này, anh dở trò trêu ghẹo à. Coi chừng á nha, tôi dữ lắm á nha. Nhìn sơ sơ cũng biết cô dữ rồi, khỏi cần quảng cáo cô ơi. Nhưng tôi nói đây là nói thật lòng, vì tôi không có bạn bè nơi đây. Vậy là anh nói thiệt chứ không phải ghẹo tôi hả? Thiệt mà. Vậy cũng được, coi như đền bù hồi nãy tôi đụng trúng anh. Anh nói gì nói đại vài câu đi. Cô đi đâu mà gấp dữ vậy? Cái này đâu phải nói chuyện, anh điều tra thì đúng hơn. Gì mà điều tra ghê vậy cô bé, hỏi thăm thôi. Vậy thì được, tôi đi tìm mẹ tôi á. Cô cũng đi tìm mẹ hả? Ừ. Bộ cô thất lạc mẹ hả? Không có, mẹ tôi bán cua ghẹ trên bãi biển này nè anh. Vậy mà tôi tưởng... Bộ anh tưởng tôi đi lạc hả? Ý, mẹ tôi tới rồi kìa, anh có muốn ăn ghẹ không? Cô khao tôi hả? Không dám đâu, anh ăn thì tôi bán cho. Mẹ ơi, mẹ. Ủa, Thương, sao con ở đây? Hồi nãy con chạy vô nhà không có mẹ nên con mới chạy ra đây nè. Dạ, chào bác. Mẹ ơi, đây là nạn nhân của con đó mẹ. Trời đất, con nói gì vậy Thương? Dạ, không có gì đâu bác. Lúc nãy Thương chạy xe nhanh, không thắng kịp nên đụng trúng con. Rồi cậu có sao không? Chà, cái con nhỏ này, lớn rồi mà phá phách quá trời. Thôi, cậu cho tôi xin lỗi nha. Mẹ à, hồi nãy con xin lỗi rồi đó mẹ. Dạ, Thương có xin lỗi rồi. Con nói không có bắt đền, nhưng Thương nói là sẽ đãi cho con ăn ghẹ một chầu no nê. Coi như bù khỏi phải trả tiền, con đồng ý ngay nên cổ mới tìm bác tới đây. Trời ơi, anh này ăn gian quá. Tôi hứa tôi đãi anh hồi nào chứ hả? Nè, ăn phải trả tiền, anh đừng có tính đường chơi khôn. Thôi mà cho mẹ can, con gái gì mà dữ quá chừng à. Nè, mai mốt ế chồng cho coi, hung dữ quá ai mà thèm thương. Đó, mẹ coi anh đó, anh còn nói con hung dữ nữa kìa. Không cho anh ăn gì mà còn bắt đánh anh liền cho coi. Nói người ta hung dữ hả? Dữ liền nè, dữ cho coi nè, dữ hả? Cứu tôi với, cứu tôi với. Dữ hả? Bà con ơi, cứu tôi với. Thương, cậu gì ơi? Thiệt là... Nó về chưa má? Chưa. Má cũng đang tâm nó đây nè. Sao hôm nay nó đi học về trễ quá vậy cả? Vậy là đúng rồi. Con nhỏ này bữa nay về biết tại tôi, cưng chiều quá rồi hư à. Tại má không chứ ai. Má làm riết rồi nó mới vậy đó. Mày sao làm gì ào ào hư vậy mày? Cái tật sao mà lớn quá. Con đứa cháu à mà mày xéo sắc cho nó hoài à. Má đừng có la tôi. Con Xíu bán đồ lưu niệm dưới bãi biển á, nó nói với tôi là nó thấy con Thương xuống dưới đó, thế nào nó cũng kiếm mẹ nó cho con coi. Cái gì? Mày nói sao? Mày nói sao cho nó không có dám đâu à nghe.
tao cấm ngặt rồi đó, không có cho nó kiếm à. Thôi thôi má ơi, tại má không biết á, chứ hôm qua bà Bảy Lý ghé chơi nói má nó trở bệnh đau tim, thế nào hôm nay nó cũng xuống thăm má nó cho coi. Ở sát bên chứ bộ xa xôi vậy sao, dù gì cũng là máu mủ mà. Sao? Tình nghĩa gì cái thứ đó mày? Ôi, má nói với tôi thì có ích gì. Kìa, nó về tới kìa, má nói với nó đi. Thưa nội, thưa cô ba, con mới về. Mày đi đâu mới về? Dạ, con đi học. Chắc không? Thôi mà, ào ào không. Con à, sao con về trễ quá vậy? Làm nội lo quá à. Nội ơi, con ở lại học thêm giờ. Bài đặt nói dốc hả mày? Tao mới lên trường kiếm thầy giáo thể. Mày kiếm thằng đó làm gì? Kiếm con Thương. Ai về nó gặp ổng. Ổng nói nó về lâu rồi. Nói thiệt đi, chứ tao biết hết rồi đó. Dạ, con đi ra bãi biển. Đó đó đó, thấy chưa? Thương à, tại sao con cãi lời nội vậy con? Nội đã cấm không cho con tìm nó mà, vậy mà con cứ căng căng cãi lời của nội. Nó đâu phải là mẹ của con, mà con lại nhận nhầm. Người đàn bà mất chết thư thân, gieo cho gia đình ta tủi nhục, đến đổi ba con phải từ trần. Ôm trong lòng mối hận quán thiên, vợ của mình vợ cõi trăng qua, với tên thầy giáo đê tiền. Nhưng dù sao cũng là mẹ con muốn hỏi rõ đuôi đầu. Vì sao mẹ nỡ phản bội cha, và đến nay vẫn còn qua lại với thầy giáo thể như xưa. Ôi, hỏi chi cho uổng lời. Thứ đồ không biết nhục vinh. Cô ba và nội nói vậy, nhưng tại sao khi con hỏi thì mẹ con và thầy thể đều không nói gì, chỉ nói là khi nào con lớn lên thì con sẽ hiểu. Là tại vì con đàn bà đó nó hèn hả. Bây giờ con phải chịu cảnh ngộ mồ côi đây nè. Cái thằng thầy giáo đó tới nay vẫn còn tới lui chim chuột với nó đó, con không thấy sao? Ba mày còn bị nó qua mặt, đến đổi tức quá nhảy xuống biển tự vẫn. Thứ con nít như mày nó qua mặt mấy hồi. Nội à, nhưng mà mẹ con... Thương, con nghe nội nói nè. Nội không muốn con nhắc tới chuyện đó nữa. Từ rày về sau, con không được tìm gặp nó nghe con. Con lớn rồi nội à. Con muốn chính mẹ con phải nói hết những chuyện ngày xưa cho con nghe. Vì sao mà mẹ con lại làm như vậy? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó đâu có tin tôi với má đâu. Cô ba... Thương, nếu con còn cãi lời nội hả, nội chết cho con vừa lòng đó. Nội à, nội, nội. Em đỡ nhiều chưa? Bệnh mà còn đang giá làm cái gì? Mấy bữa nay trời trở lạnh, em định đan cái áo len mỏng này cho con Thương nó mặc đi học. Thôi dẹp đi, chừng nào khỏe rồi đan tiếp. Anh có mua thêm thuốc với thức ăn cho em nè. Nghỉ tay đi. Con Thương nó có tới không em? Nó không có tới anh à. Chắc là nội nó không cho nó tới. Em còn mệt không? Còn mệt lắm. Anh bài vẽ chi cho tốn kém vậy? Lo là lo cho anh kìa. 20 mấy năm rồi, không lúc nào tôi yên tâm được vì em. Tôi luôn luôn tự hỏi, tại sao một con người lại phải chịu đựng quá nhiều đau khổ như vậy chứ? Cuộc đời dùi dập,
phần số không may, nên tôi mới ra nông nổi. Còn anh, anh vì cái gì mà đến giờ vẫn phải chịu cảnh phòng không gối chiếc? Vì cái gì? Vì ai? Vì cái gì? Tôi không vì ai hay vì cái gì cả, mà tôi chỉ vì bản thân tôi. Tôi sẽ yêu em cho đến cuối cuộc đời. Dù tháng năm qua không đổi không dời, dù em có quay lưng với tôi, em không hề rung động. Tôi vẫn chắc lòng chung thủy với tình yêu. Mái tóc pha sương còn nói chi đến điều duyên nợ. Anh hãy tìm quên chuyện của năm nào. Trong trái tim tôi một tình yêu cứ mãi tuôn trào. Anh thể, anh có biết không, đời dắt tôi qua gần thác treo leo. Có lúc tưởng như tôi không thể nào vượt qua tất cả, nhưng ngoảnh lại sau lưng bao lần tôi vẫn thấy hình bóng của anh luôn gần ở bên mình. Cái nghĩa mà anh đối với tôi nó còn vượt xa hơn trăm vạn chữ tình. Nhiều khi tôi nghĩ chắc anh mắc nợ tôi đâu từ hồi kiếp trước, nên kiếp này anh phải trả cho xong. Vì tôi mà anh đã chịu không ít lông đông, vậy mà anh vẫn chắc lòng không thay đổi. Dẫu chúng quanh anh là muốn lời mời gọi, anh vẫn làm ngơ khép cửa tâm hồn. Bởi tôi vẫn đợi, vẫn chờ có em sẽ bên tôi ngày tháng rộng. Ta cùng nhau chia sớt đắng cay. Nếu như em đời khổ lụy, tôi tìm vui đâu có nghĩa chi. Bởi tôi vong phụ, tôi làm cô anh cỡ sao. Anh vẫn chờ vẫn đợi cho lòng tôi luôn xôn xang. Phải vì anh vui tình duyên mộng, cho lòng tôi vơi bớt ăn nắng. 20 năm qua tấm lòng tôi dành nì trọn, lẽ nào em còn trêu ghẹo tôi hoài. Cho dẫu từng đêm tôi lặng đêm tiếng thở dài, nhưng tôi vẫn không làm sao thù hận hay căm ghét kẻ vong tình và hành hạ xác thân tôi. Em lúc nào cũng như mộng ảo xa xôi, đôi khi gần gũi bên tôi như chung lòng chung dạ. Để cho tôi quên đời tất cả, chỉ còn em hiển hiện giữa tim này. Em còn đấy, tôi vẫn còn đấy, tơ tình vẫn còn đầy trong ánh mắt. 20 năm tuổi đời chồng chất, mà sao lòng như sông lại thuở đôi mươi. Anh thể,
phần. Không lẽ cuối cuộc đời em cũng không chấp nhận làm bạn với tôi, cho tuổi già đỡ trống vắng sao em? Anh Thể ơi, em đâu muốn làm anh buồn giận, nhưng lòng em còn canh cánh nỗi thương sầu heo úa xác thân. Chắc nơi xa nào nó cũng đã lớn khôn, một ngày mai sẽ tìm lại cội nguồn. Mẫu tử xin mà dày cho hết đời hết trong. Em cứ sợ là mình sẽ không sống nổi cho đến ngày nó trở lại tìm em. Mẹ thương, Mèn ơi, nắng quá sao không đội nón gì hết vậy con? Thương à, cô chủ nhiệm con nói tháng này con học suốt lắm. Sao vậy con? Bác lo cho con lắm đó. Cảm ơn bác. Nhưng nếu bác có thương mà quan tâm đến con á, thì xin bác đừng có đến đây để mà gây thêm họa cho bà nội tôi tức giận và mẹ tôi lại mang tiếng mang tai. Thương ơi, con đừng xúc phạm bác con mà mang tội nghe con. Đây là một người ơn của gia đình từ bấy lâu nay. Em đừng bận dạ, cứ để cho cháu nó nói đi, rồi mai này nó hiểu ra cháu nó sẽ hết buồn đau. Tôi không cần sự quan tâm của ông, tôi yêu cầu ông hãy đi về đi. Thương, trời ơi, con đừng có nói vậy, con ơi. Thôi, tôi về để cho hai mẹ con nói chuyện. Hôm khác tôi ghé, bác về nghe thương. Mẹ, không lẽ những gì nội con và cô ba nói là sự thật hay sao mẹ? Thương à, tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Lẽ nào con không tin mẹ hay sao? Nhưng con thấy là mẹ và ông ấy đang chứng minh cho con thấy đó là sự thật. Không, thương ơi, không có sự thật nào hơn là tình mẹ cho. Chuyện cũ để làm chi hay?
con khờ sớm chiều mồ côi. Mẹ ơi, hai tiếng gọi thiêng liêng mà ở trong con còn ẩn chứa bao nhiêu là dấu hỏi. Mẹ đã cho con một tình thương như quyền toại mà lại đành tâm phán bội dân tâm. Mẹ nỡ dùi chôn một mái ấm gia đình chỉ vì mẹ mà bác không phải chết. Cái chết tuổi hờn gây đau đớn cho người thân. Con vừa chào đời đã là đứa trẻ không cha, sống lấy lớp ngày qua bằng tình thương của nội. Và chịu đựng biết bao lời miệt khinh ruồng rầy mà cô ba dành cho mẹ. Thương ơi, con cũng biết đó. Nội con cấm không cho mẹ tới thăm và chăm sóc cho con, nên mẹ đành phải gánh hàng rong nơi cổng trường mỗi bữa để thăm con. Cũng may nhờ có thầy thể. Con không muốn nghe mẹ nhắc tới tên ông ta nữa. Thương ơi, dù con có trăm ngàn lần hờn trách mẹ thì đó vẫn là người ân của mẹ con ta, người đã hy sinh dành trọn tâm chân tình cao cả để con sống trong niềm đau dằn vặt. Mẹ thấy lòng mình chua xót lắm con ơi. Nhưng những chuyện xa vời ám ảnh như bóng mơ đêm, nó sẽ trùm phủ đời con trong đêm tối. Một ngày kia khi con khôn lớn thì phải trái ra sao con tự biết đo lường. Mẹ ơi, lòng con đang rối rắm từng cơn. Tại sao mẹ lại cúi đầu im lặng? Mẹ nén đau trước những lời buộc tôi mà ánh mắt rạng ngời vẫn nung nấu một niềm tin. Mẹ tin rằng một ngày nào đó con sẽ không còn khổ đau dằn vặt như hôm nay. Vậy thì tại sao mẹ không can đảm nói cho con nghe sự thật? Có phải trong đó chứa đựng những gì bí ổi xấu xa? Thương, mẹ có biết là con khổ sở đến mức độ nào không? Con thương mẹ, con muốn có một người mẹ tốt đẹp để con yêu thương. Nhưng con làm sao con dám ngẩng cao đầu mà hãnh diện khi từ tấm bé con đã được nội và cô ba dạy bảo rằng mẹ con là một con đĩ. Thương, con xấu hổ lắm. Mẹ dạo mấy đã giết chết ba con, đã giết chết đời con vì mối tình ô nhục đó. Nếu mẹ bị quan, nếu mẹ thanh cao thì làm sao mẹ để cho nội bắt con nuôi suốt bao nhiêu năm trời ròng rã? Làm sao cô ba dám nói mẹ là một con mẹ mỉ? Con ơi, con thương mẹ lắm mẹ biết không? Nhưng con cũng hận mẹ nữa. Con hận ông ta. Mẹ không thương con. Bà nội nói mẹ không hề thương con. Không, không phải đâu con à. Mẹ thương con nhiều lắm mà. Con không tin. Con không tin. Không tin là phải đó con à. Cô ba. Còn bà, tôi nói cho bà biết, bà không hề xứng đáng là mẹ của con Thương, vì bà là một kẻ lăng loàn, lẳng lơ, tới già cũng không bỏ thói ông bướm lơi lả qua đường. Tôi sợ con Thương rồi đây nó bị nhiễm. Cô ba, chị bà đừng xin chị gọi em, tôi nghe càng thêm mắc cỡ. Bà danh dứt với tôi nhân tình mà còn sắp tâm hai chồng chết thảm. Cô ba ơi, tôi cầu xin cô đừng gieo cho con trẻ đau buồn. Mẹ à,
biết tất cả từ lâu rồi. Mẹ đừng che giấu mà chi. Có ngon thì nói hết ra đi. Bà đi lấy Mỹ thế nào, đem cho con rồi gạt bà nó ra sao? Cô ba ơi, tôi lại cô. Cô đừng có gieo vào lòng con tôi những điều ghê gớm đó. Vậy chứ bà muốn làm sao? Muốn tôi nói với nó là bà trong trắng thanh cao lắm hả? Nói là những chuyện độc ác xấu xa mà bà đã làm là những gì tốt đẹp cần phải tôn vinh hay sao? Mẹ, mẹ nói đi, sự thật có phải như vậy không? Hay là cô ba và nội đã nói quan cho mẹ? Mẹ nói đi, con xin mẹ mà. Con ơi, mẹ. Mày thấy chưa, bà làm sao dám nói? Tôi không muốn người ta có lời mai mỉa với cháu tôi. Tôi không muốn cái câu sao nào sâu nấy. Dù cho bà có là một con đàn bà hư đốn thì cháu tôi vẫn phải là đứa con nhà danh giá đàng hoàng. Mẹ nghe chưa? Mẹ nghe cô ba nói gì chưa? Sao mẹ cứ im lặng khóc? Mẹ im lặng khóc 20 năm rồi mẹ à. Mẹ im lặng là mẹ chấp nhận sự thật đó phải không mẹ? Phải không mẹ? Cuộc ơi, tôi hận bà. Bà không thương tôi. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà không phải là mẹ của tôi. Cuộc ơi, con ơi. Sao ngồi buồn hiu vậy? Cô bé bị má đánh đòn phải không? Anh Đạt. Nín, nín đi cưng. Sao vậy? Ai ăn hiếp em vậy? Nói đi. Em thương má em lắm. Thì đúng rồi, ai mà không thương mẹ chứ. Anh cũng thương mẹ anh vậy. Nhưng mà nội với cô ba không cho em vô bệnh viện thăm mẹ. Em buồn quá à. Bộ mẹ em bệnh hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Sao lại không cho em vô thăm mẹ chứ? Tại em, em đã nặng lời làm mẹ em đau lòng nên ngã bệnh. Em muốn vô xin lỗi mẹ, nhưng mà nội không có cho. Vì nội em giận mẹ em lắm. Nội nói tại mẹ em mà ba em mới chết. Nhưng anh thấy mẹ em hiền lắm mà. Thấy không? Anh mới gặp có mấy lần mà anh biết mẹ em hiền rồi. Vậy mà nội em và cô ba nói là mẹ em hư thân mất nết, không xứng đáng với ba em. Chắc nội em hiểu lầm mẹ em chuyện gì đó. Em thương mẹ quá. Anh Đạt biết không, từ lúc còn rất nhỏ đó, em đã ước mong sao được sống bên mẹ hiền. Trong tiếng ru ơi à lời mẹ hát em giống như sóng xô ghen gờ làm mềm lòng cát trên bờ xa. Trong đời thâm tình mẹ là cao ca, khắc sâu tâm hồn lời ru thơ trong nỗi. Nếu như chúng ta không còn người mẹ hiền để ta tròn vui, thiếu thân phải mang trong lòng vì mẹ giờ ở xa vời xa. Lời anh chấp chưa ưu tư
tình bao ngày anh mang sao giống như lời than. Thương ơi, từ thuở ấu thơ anh đã sống và lớn lên trong xã hội mà người ta xem đồng tiền cao hơn nhân nghĩa. Nhưng từ thâm sâu cội nguồn thức dậy dòng máu thiêng liêng đang reo gọi anh về. Ngày tháng trôi qua trong ký ức nặng nề, hơn 20 năm sống không nguồn không cội, anh tự hỏi mình tôi sinh ra để làm chi? Có phải tôi chỉ là một giọt máu rơi sau trận truy quan của những kẻ quý quyền, hay anh chỉ là một sự rủi ro được sinh ra trong đời không như lòng mong muốn? Còn em được sinh ra trong cái chết đầy uẩn khuất của ba, trong nỗi oan khiên của mẹ, và trong cả sự thù hằn của nội và của ba nữa. Đôi khi em không biết mình phải làm sao cho đúng. Em thương mẹ em nhiều, nhưng mẹ dạy em phải thương yêu và kính trọng nội nhiều hơn. Thương ơi, không biết có phải là sự tình cờ hay sắp đặt mà anh và em gặp gỡ nơi đây, đều mang trong lòng những tâm sự như nhau, cùng trăn trở khát khao vòng tay tình. Em hãy khóc đi cho cõi lòng vơi nhẹ, rồi tìm đến thương yêu và chăm sóc mẹ ân cần. Dù bây giờ trời có nổi phong ba hay sóng biển thét gào nuốt trôi bờ bên, em phải vững niềm tin cẩn kề bên mẹ, không có trợ lực nào ngăn nỗi trái tim em. Anh Đạt, em cảm ơn anh đã chỉ đường cho em, nhưng em không thể làm như vậy được, vì như vậy nội em sẽ buồn lắm. Tội cho em quá, không biết anh có giúp gì cho em được không? Có anh nói chuyện với em như vậy là em vui lắm rồi. Thôi em về, không thôi nội tưởng em vô bệnh viện thăm mẹ, nội sai cô ba vô làm khó dễ mẹ em nữa. Vậy em về đi, có gì thì tới tìm anh nha. Dạ. Ủa, con vừa mới nói chuyện với ai vậy? Một cô bạn nhỏ dễ thương mà con vừa mới quen đó ba. Con mới về đây, lạ nước lạ người, mọi chuyện giao du với bạn bè nên cẩn thận. Thương là một cô bé tốt ba, cả mẹ cô ấy cũng vậy, mẹ con họ đáng thương lắm. Mẹ con ngày xưa cũng rất đáng thương. À ba, có tin gì mới chưa ba? Tin tức của mẹ con thì chưa, nhưng ba đã dò hỏi được tin của thầy giáo thể. Có phải là người đã hứa hôn với mẹ con trước đây phải không ba? Phải đó con. Ba hy vọng là bác ấy có thể biết tin, và bấy lâu nay vẫn còn qua lại với mẹ của con, vì hai người là bạn thân. Con cũng cầu mong cho điều này là sự thật, ngày gặp lại mẹ của con chắc còn chẳng bao lâu. Ngày mai ba sẽ đi liền để tìm cách hỏi thăm thầy giáo dạy ở trường nào, sẽ tìm địa chỉ sao. Như vậy thì sáng ngày mai con sẽ cùng ba đi gặp, sẵn thăm mẹ của thương đang nằm bệnh viện bấy lâu nay. Được lắm, thêm một người quen, biết đâu sẽ có thêm tin tức gì. Con hy vọng là như vậy.
Thương, 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 con đứng lại nghe bác nói nè. Không, tôi không muốn nghe ông nói gì nữa hết. Tại sao con không vô thăm mẹ con? Con có biết là mẹ con nhớ con lắm không? Mẹ con đau nặng lắm Thương à, bệnh tim tái phát trầm trọng. Bác sợ là... Chuyện của mẹ con tôi thì có liên can gì tới ông? Hay là ông muốn làm chuyện tốt, đặng lập công để lấy lòng mẹ của tôi chứ gì? Thương, con nghĩ gì bác như thế nào cũng được, nhưng con không có quyền ngoảnh mặt với mẹ con, nhất là trong lúc thập tử nhất sinh này. Mẹ con tôi ra nông nỗi này là do ông gây ra tất cả. Ông còn muốn nói gì nữa chứ? Chính ông, ông đã quyến rũ mẹ tôi, ông làm cho gia đình tôi tan nát, ông đã giết chết ba tôi. Ông Ngụy Quân Tử, con cứ sĩ giả nữa đi. Nếu như con cảm thấy như vậy là sung sướng, con cứ nghĩ bác là một con người đê tiện. Nhưng con không có quyền chà đạp mẹ con. Người đã chịu bao khổ lụy của cuộc đời mà ông trời chẳng buông tha, cứ hành hạ đến bây giờ. Thương ơi con đừng trách mẹ không nên, cũng đã mỏi mòn trong nỗi oan khiên mà không thể tỏ bày, chỉ âm thầm đắng cay. Tôi xuống xanh nào tôi có tội gì, sao lại đành chịu cảnh mồ côi? Nội tôi bóng xế tuổi già mà phải nhọc nhằn nuôi tôi. Nếu mẹ và ông hai người trong sạch thì tại sao cứ lặng tiếng im lời? Thương ơi câm lặng cả một đời đâu phải là niềm vui. Phải, vì niềm vui của ông là muốn mẹ con tôi mãi mãi phân ly, không có ngày sớm hôm. Để cho mặt tình cười cợt tìm kiếm tình yêu trong thú đoạn ông nào xót thương cho đứa trẻ lạc loài. Tôi căm hận ông đã gieo trò dâu bể cho phụ tử chia lìa, cho đời mẹ khổ đau. Mẹ tôi mềm lòng nghe lời ngon ngọt của ông, còn muốn tôi phải coi ông như người ân nghĩa, trong khi ông dùng thủ đoạn gớm ghê che đầy bên trong cái gió ngoài đạo đức. Thương, bác biết nỗi con và cô Diệp đã cho con cái ý nghĩ sai lệch về mẹ con và bác. Không, nội tôi không bao giờ lừa dối tôi đâu. Dù nội tôi không ưa gì mẹ, nhưng nội tôi vẫn nói mọi chuyện là do ông bày kế cho mẹ tôi. Thương ơi, tội cho con tuổi đời thơ dại mà phải mang bao thù hận trong lòng. Rồi tháng năm qua niềm đau mãi chất
Bà không trách con đã buông lời sỉ nhục, cũng không hề có ý định biện minh. Bác chỉ mong con hãy nghĩ đến người mẹ khổ đau đang nhớ thương con mỏi mòn tuyệt vọng. Bác nghĩ nếu như chẳng may mà mẹ con vắng số thì hối hận muộn màng con sẽ khổ nhiều hơn. Bác đã cạn lời. Con đã lớn rồi, con hãy suy nghĩ cho kỹ những gì mình làm. Bác không muốn sau này con ân hận. Thôi, bác đi. Khoan đã, cháu là con của cô Kim Phụng thật sao? Dạ phải. Bác là... Từ khi ba cháu mất, mẹ cháu đã phải chịu nhiều oan ức như vậy sao? Bác biết cha mẹ cháu nữa sao? Bác còn biết cả ông thầy giáo tội nghiệp vừa mới bị cháu sỉ giả ở đây nữa kìa. Vì ông ấy mà ba cháu chết oan ức, sao bác lại nói như ông ấy là người tốt vậy? Cháu thương ơi, bác thật không ngờ cuộc đời của mẹ cháu qua lao đau, chịu qua nhiều thảm cảnh thương đau, lìa quê xa xứ bao năm rồi bác tưởng đâu không còn gặp lại nhau. Ngờ đâu hôm nay có ngày tương hội, chắc là ngoại con Linh Hiển suối vàng còn hộ cho cháu mình. Bác nói gì cháu không hiểu đầu đuôi, mọi chuyện có gì liên quan? Bác nói con đã dội tách lầm quan cho người chịu khổ sầu, cậu thể là người thằng ngay trung thực hết lòng giúp đỡ cho mẹ con. Bác là ai? Sao bác lại đi binh vực cho ổng như vậy? Nội con nói nhưng có lẽ nội con còn chưa nói hết tất cả sự khổ đau mà mẹ con phải gánh chịu từ suốt 20 mấy năm về trước. Phụng à, Phụng ơi, em có nhà không vậy? Ủa, đi đâu mà bỏ cửa trống không khóa vậy cả? Phụng ơi! Ủa, anh Thể, anh tới lâu chưa? Anh mới tới, bộ em đi làm mới về hả? Dạ, bữa nay em đi làm về trễ hơn mọi hôm. Trời ơi, sao đi làm mà không khóa cửa gì hết trơn vậy? Em thiệt là... Vậy hả? Trời đất, chắc tại hồi sáng này vừa nghe tin bác sĩ Henry phải điều đi đột xuất, em vội đi liền quên khóa cửa. Mai mà ăn trộm nó không hay, chứ không thì trời em bị mất đồ rồi. Mà tại sao Henry lại phải điều đi, có khi nào phải đổi đi luôn? Còn ở đây ai người lo cho bệnh viện? Dạ tạm thời thì em phải liệu lo. Anh Henry chỉ đi có đôi ngày hà, rồi sẽ quay lại nơi đây. Anh chỉ sợ mai kia anh ấy buộc lòng đổi về bên ấy thì sao? Thật ra đó cũng chính là điều em lo ngại.
Henry có dự định gì cho em chưa? Dự định gì bây giờ hả anh? Trong khi tình yêu của chúng em gặp biết bao là trở ngại, phải chịu đựng bao nhiêu lời đàm tiếu miệt mài. Ai biết cho đó là tình cảm chân thành mà em đã dành trọn cho Henry, không hề suy tính đo lường. Tuy anh là người khác chủng tộc màu da, nhưng cũng là con người ta, có trái tim trái bồng ân tình và cũng trọn lòng yêu em. Nhưng chung quanh em là định kiến hẹp hòi, rào cản gia đình em có vượt qua không? Bão dòng luôn sẵn chực chờ, không biết bao giờ nổi lên. Em biết là em đã phụ lòng mong đợi mà từ lâu anh đã trọn dành, quên đi lời hứa của gia đình cho chúng mình nên đôi. Phụng ơi, anh đâu trách em đã hờ hững quay lưng cho mộng chung đôi nửa chừng gài đô. Bao năm qua bóng hình yêu dấu chưa mờ nhạt trong anh dù vật đôi sao dời. Có lẽ còn yêu em cho đến trọn đời, nhưng anh đâu lời hứa hôn vô nghĩa mà trói buộc ân tình cho tan nát lòng em. Phụng ơi, trên vạn nẻo đường vạn khổ của tình yêu, em đã chọn cho em một lối đi gần thác. Có thương em thì chung lưng mà gánh vác, cho mộng đẹp đời em trọn vẹn với nhân tình. Và Henry vô cùng biết ơn anh vì anh đã phải đứng ra che giấu với gia đình chuyện của em và anh ấy bấy lâu nay. Anh biết không, anh chẳng khác nào là người anh ruột của em đó. Phụng ơi, anh xin em đừng trói buộc anh vào cái danh xưng đầy kính trọng đó, vì anh tự hiểu lòng mình chưa lạnh nhạt với tình em. Bây giờ em đã có người chung mộng tương lai, thì cứ để mặc anh đắm say trong mối tình hờ hững. Dẫu ngày mai em và người ta nên chồng nên vợ, thì anh vẫn yêu em cho trọn khối si tình. Anh Thể ơi, tội tình gì anh cứ đày đọa đời anh, khi biết nẻo yêu đương không chung đường chung lối. Tại sao trái tim anh không dời không đổi, khi anh biết là em không thể yêu anh. Anh biết chứ, nhưng trái tim anh từ thuở sinh ra nó đã lì lợm như vậy rồi, biết làm sao hơn. Anh Thể, nhưng anh cứ như vậy hoài em ái nái lắm. Chẳng lẽ anh cứ khước từ dần những lần hối cưới của ba em? Còn trì hoãn được lúc nào hay lúc nấy em mà. Hay là để em về nói thật với ba em? Không được, bây giờ chưa phải lúc đâu em. Em khổ tâm quá à, không biết phải làm sao cho vẹn toàn mọi chuyện nữa. Ê chết, nãy giờ mãi nói chuyện mà quên nữa. Anh ngồi chơi nha, để em vào em bắt nồi cơm.
ngồi mẫn quá, tình tứ quá. Kìa Diệp, cô làm gì ở đây? Em đi tìm anh chứ đi đâu? Tìm tôi? Tìm tôi để làm gì? Anh Thể, anh nỡ hỏi em một câu lạnh lùng như vậy? Anh hãy nói cho em biết đi, tại sao anh cứ lánh mặt em? Dù em gửi cho anh không biết bao nhiêu là thư văn xin nài nỉ. Tôi nghĩ đó là cách trả lời gián tiếp hết sức tế nhị cho tình cảm mà cô dành cho tôi. Tế nhị, nhẹ nhàng. Anh lúc nào mà không nhẹ nhàng tế nhị? Tế nhị tránh né em, và nhẹ nhàng làm vỡ nát trái tim em. Dù biết em là vũ nữ giang hồ, anh vẫn bên em dìu dắt ân cần, để trong trái tim em một tình yêu trôi dày, rồi anh lại hững hờ mặc cho nó khổ đau. Cứ tưởng đời có nhau để mai sau cùng xây mộng đẹp, em ước mơ mình nên vợ nên chồng. Một mái nhà tranh để giúp em tìm lại đời mình, tôi nghĩ rằng cô đã lầm. Giữa sự thông cảm và tình yêu, tôi không phiền vì quá khứ của cô. Nhưng cũng không hề mang trong lòng ý nghĩ yêu thương. Ôi thật đắng cay, anh đã vì ai mà buông tiếng phũ phàng, để cho em ngậm ngùi tan nát. Dù kẻ đó chỉ là kẻ vọng tình bội hứa ngày xưa. Diệp, tôi yêu cầu cô đừng xem vào chuyện riêng tư của tôi. Cô về đi. Có chuyện gì vậy anh Thể? Dạ chào cô. Đây rồi. Cũng xinh quá chứ. Hèn gì anh hờ hững với em. Thanh nhã đoan trang như vậy mới đáng là mẫu người anh lựa chọn phải không? Dạ xin lỗi, cô nói gì tôi không hiểu. Thôi, thôi mà cô. Cùng là đồng nghiệp với nhau mà, hiểu nhau quá còn giả bộ làm gì. Có điều tôi và cô hai cách làm, hai hình tượng khác nhau, chung quy thì cũng chỉ cùng một mục đích. Cô Diệp, cô đã đi quá xa rồi đó. Anh Thể, cô này là... Là học trò của anh thầy giáo trẻ, và cũng là người đã dâng trọn trái tim từ bấy lâu nay ôm ấp bóng hình. Vậy mà người ta vẫn cứ lạnh lùng. Tôi tưởng đâu người ta kinh miệng khi biết tôi là vũ nữ ăn chơi, chứ về đâu người ta có người mộng. Y tá đàng hoàng học xa hiểu rộng, nên mới hững hờ tìm cách lánh xa. Cô
cô Diệp. Tôi khuyên cô tốt lời nên thận trọng. Tôi và cô hoàn toàn cách biệt. Tôi dạy anh văn cô là học trò thân tinh, nhưng giữa chúng mình chỉ vậy mà thôi. Tôi nghĩ cô đã để già hiểu lầm. Tôi và anh thế hoàn toàn sạch trong. Đừng đem ra những lời lẽ gạt lừa, cũng hạng gái làm tiền đổi lớp mà thôi. Cô Diệp, cô đừng ăn nói bậy bạ ở đây. Tôi không có nói bậy. Anh tưởng tôi khờ dại như anh mới bị nó xỏ mũi hay sao? Cô Diệp, tôi và cô không quen biết, tại sao cô lại hàm hồ giao tiếng quán cho tôi chứ? Phải rồi, cô thì đâu cần biết tới hạng vũ nữ như tôi. Bởi vì cô cao cấp, tinh vi hơn trong nghề làm tiền mà. Nếu không làm sao mà vừa cặp bồ với bác sĩ Henry, vừa câu dính anh giáo khờ này chứ. Ngọc Diệp, cô có im không? Tại sao phải im? Hay là anh sợ em nói ra sự thật làm anh đau lòng chứ gì? Còn cô nữa, cô giỏi lắm. Cô vừa có tin báo bác sĩ Henry sẽ được rút về nước, thì cô lập tức tìm mối khác làm ăn liền. Khá lắm. Hả? Cô nói gì? Henry sẽ... Ngọc Diệp, ai nói cho cô biết? Thượng cấp của Henry. Anh tưởng tôi là hạng gái bán ma rẻ tiền nên mới chạy theo chăng xin chút tình yêu ở một ông giáo nghèo kênh kiểu như anh sao? Xin lỗi anh nha. Thiếu gì người quyền chức giàu có sẵn sàng quỳ dưới chân tôi kìa. Vậy thì cô còn chạy theo tôi để làm gì? Vì tôi không thể chấp nhận một Ngọc Diệp lấy lần nhất trong các vũ trường ở Cam Ranh này lại thua cuộc trước một con nhà quê làm cái bao lội lớp y tá. Cô im đi. Anh Thế, anh đánh tôi. Anh A Tòng với con mẹ Mỹ này mà đánh tôi. Được lắm, chóng mắt lên mặt coi. Anh và nó sẽ phải trả giá cho những gì hôm nay. Hãy chờ coi đó. Cô Diệp, cô Diệp. Thôi, kệ cổ phụng à. Cô Phụng. Anh Đương, sao rồi? Có gặp ảnh không? Còn anh Thể đâu? Dạ không có gặp cô à. Cậu Thể nóng lòng nên đi Cam Ranh rồi. Cậu nói chừng có tin sẽ cho hay liền. Trời ơi, anh Thể đi như vậy lỡ ba tôi biết được thì chết. Ông chủ nói nếu kỳ này mà cô và cậu Thể không chịu làm đám cưới thì ông sẽ không cho cô trở ra Cam Ranh làm việc nữa đâu. Anh Đương, bộ ba tôi nói với anh như vậy thiệt hả? Dạ thiệt. Ông nói thầy ba coi tuổi cô với cậu Thể năm nay rất tốt, phải cưới cho rồi, sang năm tung chắc lại không được ngày, nên ông biểu tôi đi lên kiếm cô về để tính ngay. Hôn nhân đại sự trong ngoài nhiều chuyện, cần phải lo xong chứ có dằn dài. Chắc là anh cũng thấy trong cái chuyện này, hôn nhân hẹn ước từ lúc vào đời, anh Thế với tôi không có yêu nhau thì biết làm sao. Nhưng ba tôi lại buộc tôi ưng đại, làm khổ cả hai chứ có ích gì. Thấy tình trạng của cô tôi rầu quá. Cậu Thể cậu yêu cô nhiều như vậy, sao cô không chịu ưng cậu cho rồi? Cô thương chi cái ông Mỹ đó cho nó rối nùi lên chứ. Anh Đương, tôi biết tình yêu của tôi và Henry sẽ gặp nhiều trắc trở, nhất là ba tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho chúng tôi.
Đã nhiều lần tôi cũng định chia tay, nhưng mà tình yêu cứ thao thức không yên. Bao năm rồi khăng khít bên nhau, tình yêu chớm nở bằng những gì rung động sâu xa từ đáy của con tim. Vì yêu tôi hèn ri chấp nhận từ chối hồi hương hai đợt vừa rồi, mong cùng tôi nên vợ nên chồng. Cô phải thấy rằng với định kiến hôm nay cha phong lệ cháu của nhà ta, thì làm sao chấp nhận chuyện này mà cô lại cô cũng tìm. Cho dấu sau này phương trời cách biệt, tôi vẫn trọn lòng yêu. Cô cứ khăng khăng như vậy, tôi cũng không biết làm sao. Chỉ tội cho cậu Thể. Biết cô có người yêu rồi mà vẫn cứ chăm lo che chở cho cô. Tôi chỉ coi anh Thể như người anh trai của mình mà thôi. Vậy rồi cái đám cưới này cô tính sao đây? Thì thôi, chờ anh Thể về rồi hãy tính. Ba đã tính hết rồi, con và thằng Thể khỏi lo gì hết. Ba, dạ thưa ba mới về. À, Đương à. Dạ. Sao hôm qua hãng nước mắm tụi nó bỏ làm hết mà mày không cho tao hay vậy? Dạ đâu có ông. Hôm qua đầy tháng con của anh Hai Tèo, tụi nó nghỉ buổi chiều đi dự tiệc mà ông. Báo hại bữa nay không đủ nước mắm giao cho bạn Hà. Bà Hai sợ bà mới cằn nhằn tao đó. Trời ơi, cái bà này kỳ thiệt à. Con đã nói rồi, kêu bà ráng chờ tới chiều nay có đủ hàng giao. Bà đã thuận ưng giờ lại càm ràm. Tao đã nói hờ với bà, bận việc nhà thì cứ về đây, để cậu Phú con bà ở lại đây thôi. Chiều nay đủ hàng cho xe chở về luôn. Mày ra coi cho tụi nó làm đi. Vậy để con ra ngoài hãng hối làm, chiều nay cho kịp để họ chờ thất công. À nè, mày nói với cậu Phú lấy hàng chiếu này nữa, hàng của mình tạm ngưng, qua đám cưới cô mày mới làm lại nghe chưa? Dạ. Dạ, con mời ba uống nước. À, thằng Thể nó đi đâu rồi con? Dạ, ảnh... ảnh... à, con không biết nữa ba. Coi đó, hai đứa sắp thành chồng vợ với nhau rồi mà sao ba thấy con cứ thờ ơ với nó, trong khi nó hết dạ hết lòng. Hồi hai đứa mày còn đi học ở Phan Rang, con theo ngành y nó lại muốn làm thầy. Rồi hai năm nay ra trường nó đi dạy, con cũng ra Cam Ranh làm y tá tới giờ. Vì có nó theo nên ba mới yên lòng cho con ra đó làm việc với người ta. Dạ thưa ba, ý tụi con muốn tính lại, chờ con học xong làm bác sĩ hẳn hồi, anh Thể cũng định đi du học ở xa nhà, nên chuyện hôn nhân sẽ gác lại sau. Không được, ba đã chiều con lắm rồi, mới để cho lần nữa tới bây giờ. Nỗi năm này phải cưới cho xong, còn bằng không con khỏi phải đi làm. Ba, hay là chờ ý của anh Thể nghe ba. Thằng Thể mấy lần trước nó chiều theo ý con, lần này nó phải nghe lời ba. Hai ba năm nữa không có được tuổi. Ba ơi, nhưng mà con... Con đừng có cãi ba. Tại sao con cứ tìm cách trì hoãn cái đám cưới này hoài vậy? Vì cô ta chỉ xem thầy giáo Thể như một tấm bình phong che đậy sự thật mà thôi. Phải không bà Henry? Kìa, cô Diệp. Cô là ai? Vào nhà tôi mà nói lung tung cái gì vậy? Nhìn cách ăn mặc và giọng điệu của cô biết ngay là cái hạng... Đừng chửi với ông chủ.
Tôi sợ ông mạnh miệng phỉ báng tôi, rồi lát nữa ông khó mở lời mà bên vực cho con gái của ông đó. Cô Diệp, tôi van cô, có chuyện gì tôi và cô sẽ tự giải quyết. Chuyện này không liên can tới gia đình của tôi. Phụng, có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại giao du với cái hạng gái làm tiền này? Tôi đã nói là ông đừng chửi, vậy mà ông không chịu nghe. Phải, tôi là hạng gái làm tiền rẻ mạt, nhưng mà đâu bằng cô Phụng con cưng của ông. Bởi ông dạy con khéo nên cô không làm gái bắn ba mà làm me mỹ. Cô Diệp, cô đừng có nói bậy. Nếu cô không nói rõ ràng chuyện này, tôi sẽ cho người tống cổ cô ra khỏi nhà liền. Cần gì phải nóng giận vậy ông chủ? Không cần ông hăm dọa, tôi cũng sẽ nói hết ra đây. Mục đích của tôi là như vậy mà. Cô Diệp, tôi và cô đâu có thù oán gì, tại sao cô lại... Cô mau quên, hay là cô cố tình không nhớ? Cô không nhớ là cái tát tay mà anh Thể đã tặng cho tôi khi bên vực cô sao? Tại sao chuyện này lại có liên can tới thằng Thể nữa chứ? Có chứ, vì con gái ông mà anh Thể đã hững hờ với tôi, mãi đuổi theo mối tình lạc lẽo, trong khi cô bạn chung tình đã trao trái tim cho một người Mỹ. Cô nói sao? Nó ba hai người say đắm bên nhau. Bác sĩ Henry mà cả vùng đều biết bắt anh Thể ra làm thằng thề để giấu che những điều bí ối. Trời ơi, tôi có thù oán chi đâu mà sao cô khơi dậy ba đào. Phụng, sự việc như thế nào mày mau nói rõ tao nghe. Cô này nói sự thật có phải không? Trời ơi, sống dậy đất bằng, mày làm gì với thằng Mỹ ở Cam Ranh? Ba ơi, ba, con và anh Henry đã... Khốn nạn! Cái tát đó thay tôi trả lời cho cô và anh Thể hành động vừa rồi. Cô im đi, ra khỏi nhà tôi ngay, đi. Lương mà bài đặt chê lịch, thứ đồ đạo đức giả, cao thượng quá, gia phong quá, mà để con mình đi cặp bồ với Mỹ, còn ngồi chạy luôn cả thầy giáo Thể. Tốt đẹp gì đó mà quên quang. Chờ đi, chờ mai mốt có cháu ngoại Mỹ lai vòng cho đẹp mày đẹp mặt. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Ba, mày còn gọi tao là ba hay sao? Mày và thằng Thể đã a tòng gạt tao. Tao tưởng con gái mình đi làm nó văn minh tốt đẹp, chứ tao đâu có ngờ mày bôi cho chét cháu vô mặt tao. Ba ơi, con xin lỗi ba, nhưng con và Henry yêu nhau thật lòng mà ba. Vậy im đi. Cho mày ăn học để mày làm cái chuyện bại hoại như vậy đó sao? Tao đã hứa hôn cho mày rồi mà, mà mày còn đi cắm với một thằng Mỹ. Ba, trời ơi, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì tao chỉ có nước là chui xuống đất cho bớt nhục. Ba, ba ơi, con xin ba hãy bình tĩnh để nghe con. Chuyện tình yêu con đã trốn trao người, con biết sẽ làm cho ba phải buồn đau. Mày biết
mà mày vẫn làm. Đã mấy năm qua kề cận bên nhau, anh ấy yêu con bằng cả tấm chân tình, chứ đâu phải là chuyện ông bướm trăng hoa. Xin ba thương con mà chấp thuận vui lòng, cho con được trọn duyên nợ với người. Phụng ơi, có cha mẹ nào chẳng xót thương con, mong muốn cho con mình được nên hình nên dốc. Ba đã chắc chịu bao năm dài khổ nhục, gà trống nuôi con bằng máu thịt của tim mình. Ba ơi, vậy mà hôm nay sao con chẳng giữ gìn? Ba đâu cần con phải hầu hạ chung trà chén nước hay giải dầu thành táo để nuôi ba. Cho con ra đời để học khôn dạy với người, về đâu con lại làm điều ô dục. Ba xót xa hơn là căm giận, con đã chọn sai người để gọi bằng chồng. Ba ơi, anh Henry là một bác sĩ nhân ái, tuy là người Mỹ nhưng anh đã vì con học rất nhiều phong tục Á Đông. Anh cũng biết là ba sẽ phản đối chuyện hôn nhân nên cố gắng học tiếng Việt để hòa đồng ngôn ngữ đó ba. Thôi thôi, mày đừng nói nữa. Dầu có cố gắng đến đâu thì nó cũng chỉ là một kẻ ngoại lai. Trời ơi, con gái ông Tư Thình lấy mỹ phụ tình thâm, lời mai mỉa đó làm sao mà ba gánh nổi. Nếu giờ đây để cho ba đánh đổi thì ba chọn chết đi cho khỏi nhục nhan ông đường. Đâu vì gia đình của thằng thể bên kia, con là một kẻ dốc tình bội bạc. Ba không biết dạy con giữ gìn tròn đạo nghĩa thì sống để làm gì cho hẹn với người ta. Ba ơi, con đã làm khổ ba. Thưa bác, con mới tới. Cậu Thể, cậu về thì tốt quá. Cậu hãy cho tôi biết tại sao cậu và con Phụng dám lừa dối gia đình bao nhiêu năm nay. Có phải cậu chê nó là một đứa hư hèn, chê gia đình tôi không biết dạy con phải không? Dạ thưa bác, con không dám. Sao bác lại nói vậy? Cô Diệp đã tới đây và nói hết mọi chuyện cho ba em nghe rồi. Cô Diệp tới đây à? Đúng là không ra gì mà. Nhờ đó không ra gì, tôi mới biết cậu A Tòng với con Phụng bôi trò chét cháu lên mặt gia đình tôi. Thưa ba, mọi lỗi làm đều do một mình con gây ra, xin ba đừng nặng lời với anh Thể. Không, nếu trách thì trách con đã không làm rung động trái tim của Phụng. Chứ Phụng đâu có lỗi làm gì khi sống thật với tình yêu. Xin bác hãy thương mà hiểu giùm cho Phụng. Hiểu hay không bây giờ không quan trọng, mà từ nay ba cấm con không được giao du với cái thằng đó nữa. Ba. Còn cậu Thể, nếu như cậu không chê thì vẫn theo như hẹn định. Ngày cưới đã chọn xong trong nội tháng này. Ba ơi, con không thể ưng. Xin ba đừng ép buộc, vì chuyện duyên nợ trăm năm hệ trọng cả đời con. Xin bác cứ từ từ, mọi chuyện sẽ tính sao. Con không đổi dạ thay lòng, nhưng cũng sẽ không ưng.
trong chuyện tình yêu đâu thể nào gắn gượng. Ràng buộc chỉ khổ thêm thôi, xin bác hãy nghĩ suy. Nếu như cậu chê nó vì nó hư thân mất nết thì không có gì để bàn cãi. Còn nếu cậu nói vẫn yêu thương nó thì tôi gả. Con Phụng không được cãi lời tôi. Ba ơi, xin ba đừng làm vậy mà ba. Con không thể nào làm vợ của anh Thể đâu ba ơi. Xin ba hãy cho phép anh Henry đến nhà dạm hỏi. Chúng con sẽ cử hành đúng theo nghi lễ mà ba. Tao không muốn nghe mày nhắc tới cái tên ngoại lai nó trong nhà này. Nó dám tới đây hả? Tao chém nó rồi tao ở tù cũng chịu. Ba ơi, con lại ba mà ba. Con không thể nào nghe theo lời ba được. Tại vì con đã... Phụng, đừng mà, em không thể. Phụng, mày nói cái gì? Mày đã... Dạ, con đã có thai với Henry rồi ba. À. Trời ơi, dột quá nè trời. Ba ơi, đồ khốn nạn. Đi, tao không muốn thấy mặt mày trong nhà này nữa. Ba, ra khỏi nhà tao. Ba, đi, đồ khốn đi. Ba ơi, ba đừng đuổi con, ba ơi. Con lại ba mà ba. Ba ơi, con xin ba. Cậu im đi. Các cậu nữa, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Đi luôn đi, đi ơi đi. Ba ơi, ba đánh con chết đi. Con không có đi đâu hết. Ba. Trời, bác bớt giận rồi hả tính Phụng à? Ba ơi. Cháu bé ngủ chưa em? Dạ, cháu đang ngủ. Có tin gì của ảnh không anh Thể? Hồi nãy đi ngang chợ, anh có ghé mua đôi heo hầm với đu đủ cho em nè. Mát lắm đó. Anh Thể, có chuyện gì phải không anh? Tại sao anh không trả lời em vậy? Phụng à, Anh ấy làm sao? Có phải anh gặp chuyện gì rồi phải không anh? Anh nói cho em nghe đi. Em chịu được mà anh Thể. Anh ấy không có việc gì đâu. Em đừng lo sợ. Có điều anh ấy đã về bên đó luôn rồi em mà. Hả?
Anh nói gì? Anh... anh về bên ấy luôn rồi hả? Rồi... rồi em... Phụng, em đừng quá đau buồn. Biết đâu một ngày kia anh ấy sẽ quay trở lại. Không, em không bao giờ dám tin vào điều đó. Một khi đã trở về với sự sống thân quen và nhộn nhịp thì làm gì người ta còn nhớ ở nơi đây. Có giọt máu rơi tượng hình trong quan trái, người đã ra đi nghĩa là mãi mãi. Ôi giấc mộng đầu đành tan vỡ từ đây. Nghịch cánh gây chi, chỉ sợ mai sau con thơ vừa mới chào đời nó phải sống trong chuỗi ngày đau khổ. Đã không biết cha mình còn bị người đời mai mỉa dèm pha, bé không cha nhưng vẫn còn đây những ruột thịt thắm tình. Nó sẽ lớn lên trong tình cảm gia đình. Em chớ băn khoăn ngại đường đời cô đọc, anh vẫn nghĩ suốt đời là bóng hình mờ nhạt bên em. Cho dẫu lòng em đối với anh ngàn năm khác chặt, chờ đợi người xưa đến lúc hơi tàn. Anh cũng không màng mà vẫn tha thiết yêu em. Anh thề ơi, bao tháng năm qua em đã ấp yêu một giấc mơ quen ngỡ thiên đàng trong mộng. Nay bẻ bàn sau khi chân trời mở rộng mà người em yêu đã biền biệt nơi nào. Chỉ còn lại trong em là một giọt máu đào. Đó là kết quả của những ngày yêu thương nồng cháy, không toan tính lọc lừa hay giả dối mưu mô. Vì tình yêu em trở thành bất hiếu với cha, dòng phủ tình anh cho lòng anh tan nát. Hậu quả ngày nay là những gì em phải nhận, đời đổi trao sòng phẳng rất công bằng. Ngày đó khi em chấp nhận tình yêu của Henry thì em đã biết cố kết cuộc này. Vậy mà em vẫn sẵn sàng chấp nhận. Còn anh, vì lẽ gì mà anh phải chịu khổ sầu trong khi chính em là người dân phụ hả? Tình yêu đối với anh là một thứ gì cao quý,
đâu thể đo lường hay cân nhắc thiệt hơn. Giả sử anh có đau đớn tột cùng vì quá đỗi yêu em, thì đó cũng là niềm đau mật ngọt. Anh đâu một quán si mê trong lưới tình bùa rập, mà anh biết rõ đâu là bên đời của linh hồn. Nếu nhớ cũng thương đời vẫn dài, cho mình năm tháng tập sơ khai. Đến khi tròn điệu bài ru nhớ, đời dài ta dần phím đắng cay. Anh biết không, những ngày tháng sau này em sống với niềm đau tình vỡ. Nhìn con khờ mà lòng dạ hiếu hôn. Em đã can đảm vượt qua mọi trở ngại để bảo vệ tình yêu, thì đứa bé này sẽ là động lực cho em mạnh dạn đi vào cuộc sống. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh Thể à, những lúc này mà không có anh, thiệt tình em cũng không biết mình phải làm gì nữa bây giờ. Thôi, em nghĩ đi. Để anh ra nhà sau coi cơm nước nha. Cảm ơn anh. Ông ơi, làm vậy ác lắm ông ơi. Mày đừng có cãi lời tao. Hay mày muốn gia đình này suốt đời cuối mặt vì đứa con gái hư hẹn, hay vì một thằng cháu ngoại lai? Ông ơi, dù sao thì nó vẫn là một đứa trẻ thơ vô tội. Vừa chào đời nó đã không cha, nay thêm mất mẹ rồi, sau này nó sẽ ra sao? Con xin ông nên suy xét tận tường, đừng buộc cô hai phải đau khổ cùng đường. Thằng kia bỏ đi không một lời từ biệt, bỏ mặt nơi này vợ dạy con thơ, thì giọt máu quan khiên đâu cần phải giữ lại cho gia đình nhục nhã con ơi. Nhưng ông ơi, dù muốn hay không thì đối với ông nó vẫn là thằng cháu ngoài. Đem cháu bỏ đi khác nào cắt ruột máu chảy, lòng đau sao đành đoạn chia lìa. Cô hai xa đi ông nước mắt đầm đìa, đó là vì lòng ông đang tức giận. Nhưng ông biết có ngày thì phụ tử cũng đoàn chiến. Giả sử thằng nhỏ này nó có sức mẻ cùi đuối hay ghẻ lỡ xà máu, thì nó vẫn là máu mù. Sao ông đành bắt mẹ phải lìa con, thì chỉ vì cháu ông là thằng con lai mì. Mày dạy khôn tao đó hả mày? Dạ con không dám, nhưng ông bắt con làm chuyện này khiến cho cô hai đau khổ, thằng nhỏ phải bị mồ côi, con thấy bất nhẫn lắm ông à. Hơn nữa từ ngày sanh thằng nhỏ, vì đau buồn cho nên cô hai đã mang vào chứng bệnh đau tim ngặt nghèo. Nay thêm sự việc này, liệu cô hai có chịu nổi không ông? Đường. Dạ. Mày sống với gia đình ông từ tấm bé, chắc mày cũng biết nhà nhà ta đức như độ hơn người. Nhưng đây là giấc mơ mà nghe kia miệng chê cười. Ông cũng đau lòng xót dạ, nhưng đâu có cách nào cho toàn vẹn đâu con.
không lẽ mày đành nhìn thấy cô hai ôm đứa con lại suốt đời quá buồn. Nó còn trẻ tương lai còn sáng lạng, sao lại chôn vùi vì chút lỗi lầm xưa. Ông nói vậy cũng phải, nhưng liệu còn cách nào nhẹ nhàng hơn một chút không ông? Ông đã suy nghĩ kỹ lắm rồi con à. Vết thương nó đã sưng lên, nó có mổ mà mình không mạnh tay gọt bỏ thì nó sẽ nhức nhối không thôi. Thà đau một lần, chịu một lần đi con ơi. Nhưng sau này có hai mà biết con làm chuyện này, chắc cậu hận con lắm. Không đâu, sau này hiểu ra nó còn cảm ơn con không hết. Thằng Mỹ đó đã bỏ về nước biệt tâm. Cô hai mày không lẽ cứ chờ đợi kiếp tìm ngoài sao con? Còn thằng nhỏ là nó còn hy vọng. Con nghe lời ông, ngày tối hôm nay con ra Cam Ranh gặp nó, rồi sau đó cứ liệu thế con làm ngay, đem đứa nhỏ cho người ta, rồi đem cho vào viện mồ côi, rồi con về lại cho ông hay mọi chuyện để cứu lấy cô mày. Phải làm gấp chuyện này, con hứa sẽ làm theo lời ông, đem mấy đứa nhỏ cho người ta. Nhưng rồi đây còn cô hai thì sao? Con chớ ngại, ông đây đã liệu cho nó chu toàn sau cái sự việc này. Dạ, vậy con sửa soạn rồi đi liền. À ông à, ba cái sổ sách của hãng con để trong tủ á nghe ông. Ông biết rồi. Ông ơi, con thương ông lắm. Con mang ơn ông đã nuôi dưỡng con suốt mười mấy năm qua. Con sẽ không làm điều gì để hại tới uy tín của ông đâu. Sao con nói gì như trối vậy con? Dạ, dạ không có sao. Tại con sắp đi làm chuyện hệ trọng cho nên con xúc động. Thôi, thưa ông con đi. À, con Đương à. Dạ. Ông thương con lắm. Đi nhanh rồi về ông đợi nha con. Dạ. Ừ, giỏi. Uống thuốc cho mau hết bệnh nghe con. Giỏi. Giỏi đừng có khóc. Con khát sữa phải không? Chờ chút, mẹ con về nha con. Sao nó khóc dữ vậy anh? Anh mới cho nó uống thuốc đó. Chắc nó đói bụng rồi. Đâu, con cưng của mẹ. Mẹ xin lỗi nha con. Chờ mẹ lâu rồi hả? Nín nha. Nó nín rồi anh à. Vậy chắc nó thiếu hơi mẹ nên không có chịu nín. À, em đi khám bác sĩ nó là sao? Dạ, không có gì. Chỉ tại em yếu trong người nên bệnh tim nó hành như vậy đó. Bác sĩ cho thuốc uống, nhưng thằng nhỏ thì phải bú bình đỡ vài ngày để em uống thuốc. Không có gì cũng yên tâm. Nhanh quá. Mới đó mà đã gần 3 tháng rồi. Nó lớn nhanh đến không ngờ. Anh Thể, em nghe nói là anh định chuyển công tác ra Nha Trang dạy học hả? Trường có quyết định rồi, nhưng anh thì chưa quyết. Nghe nói ra ngoài đó thì anh sẽ làm hiệu trưởng, tương lai rạng rỡ hơn. Vậy anh còn lựa chọn gì mà không chịu thuận ưng vậy? Anh biết đó là cơ hội tốt cho anh, nhưng anh chưa quyết định làm gì. Anh còn chờ ý kiến cuối cùng của em. Anh Thể, ý anh muốn nói là... Đúng vậy Phùng, anh sẽ không bao giờ lìa xa em. Tấm chân tình đó anh tin là em hiểu.
Phụng ơi, đời vượt ngàn phong ba, ta vẫn luôn cân kề có nhau. Ngày mai bước chân xa rời, sao nghe lòng vương nhiều thương nhớ. Dù ân tình anh gửi trao theo tháng năm chỉ là giấc mơ, đến nay coi lòng cơ hồ tái tê vì em. Hãy cho một lời lẽ nào vẫn không tình yêu. Ngày nào còn bên nhau, em vẫn xem anh cao cả bên lòng, là người anh trai đâu dám mơ ngày mai giờ đã tàn phai. Em dám nào làm anh ngỡ ngàng khi giấc mộng tàn nghe phải. Trái tim em đã được kết tinh từ những hạt pha lê lạnh lùng băng giá. Khi đối với anh em là tất cả thì trong trái tim em anh là một kẻ si tình. Ngày tháng vô tri trong đời mình, em chờ đợi chi một bóng hình vô vọng. Mòn mỏi xuân thì nước mắt đẫm bờ mi, chôn kín cuộc đời bên cánh dòng ngầu ơ, bỏ mặt anh thẫn thờ trong tuyệt vọng. Hương mắt rời xa nhìn em như giấc mộng, mà tàn mong mình anh thầm chua xót cho mình. Em phải đâu vô tình, nhưng tâm thân bây giờ nào biển đời bão giông. Qua ta tới nhuy cành còn đâu trong ánh mai tươi hồng, làm sao đón tia nắng vàng đừng anh ơi, chớ nên hoài mong. Cùng em đắp xây giấc nào ngại chi báo dông đời em. Anh thề ơi, em như chiếc thuyền con chơi vơi giữa biển trời vô vọng, thì anh là ngọn hải đăng cho thuyền về lại bến bờ. Tình của anh
em không hề phải nhã bao giờ. Em đã phủ bỏ tình anh để kết duyên cùng kẻ lạ. Giờ phân nhã hương tàn em đâu để nhọc lòng anh. Cảm tạ tình anh và xin anh hãy quên em đi, để bước tương lai anh là chân trời rộng mở. Để ngày sau em nhìn anh không bỡ ngỡ, người đã vì em một thuở chịu đau tình. Tiếc chi một cảnh lục bình nổi trôi con nước một mình trên sông. Chớ tình một thuở mênh mông xa xôi mà vẫn nghe lòng vấn vương. Anh Thể, em xin lỗi. Vậy là đến cuối cùng anh vẫn là kẻ bất tài, không làm sao mở được cánh cửa khép chặt lòng em. Em không xứng đáng đâu anh Thể ơi. Xin anh đừng vì em mà buông trôi tất cả. Anh sẽ đi Nha Trang, và có lẽ lâu lắm anh mới trở về đây. Em và con hãy ráng tự lo lấy. Anh yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Chừng nào anh đi? Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ quyết định của em thôi. Bây giờ thì thôi. Anh Thể. Cô Hai. Kìa, anh Đương. Sao anh lại ra đây? Có chuyện gì không anh? Hay là ba tôi? Ông nhớ cô lắm. Lúc này ông cứ đau yếu hoài hả? Có đêm tôi nghe ông ngủ mớ gọi tên cô, rồi ông khóc. Trời ơi, tôi thật là bất hiếu mà. Cô Hai, hay là cô về chịu lỗi với ông đi cô Hai. Anh Đương à, đâu phải là tôi không chịu về, nhưng còn con tôi, anh biết mà. Ba tôi đâu thể nào chấp nhận một đứa cháu mang dòng máu ngoại lai chứ. Khổ quá. Ở nhà thấy ông như vậy tôi chịu không nổi, ra đây thấy cô như vậy tôi càng xót xa. Không biết thảm kịch này ai đã gây ra cho cha con cách biệt đôi đường. Sợ mai rồi ông khó qua khi mòn nghe nói đợi cô về. Đứa trẻ này là núm ruột của cô, nuôi dưỡng mấy tháng trời cô đã yêu thương, thì hai mươi mấy năm trường ông đã dành cả đời cho cô. Ba ơi, con biết là con có tội với ba nhiều, nhưng cảnh tình biết liệu sao hơn, hiểu ơn hoàng nặng bên lòng. Nhưng còn con khờ, con biết tính sao. Cô Hai ơi, nếu một mai mà sự việc có xảy ra thì cô Hai hiểu rằng tôi luôn mang nặng bên lòng, ơn nghĩa bao ngày không quên. Anh nói gì vậy anh Đương? Nếu ba tôi mà có mệnh hệ gì thì kẻ có tội là tôi, chứ đâu có liên can gì tới anh đâu. Tôi thương ông, thương cô nữa, nên tôi không muốn ông vì nhớ thương cô mà hao gầy thân xác. Tôi cũng không muốn cô vì lẽ gì mà mang tội bất kính với cha cô. Tôi biết anh đã giúp đỡ cho nhà tôi rất nhiều. Mấy năm qua công cuộc làm ăn của ba tôi đều do anh coi sóc,
anh giống như là con ruột của ba tôi, chứ đâu phải là người ngoài. Dù sao thì tôi vẫn là người ngoài. Công việc làm ăn của gia đình cô phải cố gắng mà lo liệu. Tôi còn có dự tính riêng cho tôi. Nín đi con, nín đi con. Đói bụng rồi hả con? Chà nó, mê ngủ quên đói luôn hả? Anh Đương nè. Dạ. Anh ở nhà chơi, coi chừng giùm thằng nhỏ. Để tôi ra chợ mua đồ ăn về làm cơm. Anh ở chơi, mai chiều hắn về nha, anh Đương ha. Cô đi đi, để tôi coi chừng cháu cho. Tôi về liền hà, nhanh lắm. Dạ, cô đi. Cô Phụng, xin cô đừng trách tôi. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô và ông thôi. Tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ rời khỏi nơi này, xin gửi lại những ân nghĩa sâu dày. Tôi đi cho trọn ân tình, cho cô tròn đạo làm con. Còn đứa bé này, từ nay tôi sẽ dưỡng nuôi, coi như đền đáp ơn dạy mà ông bà đã tôi. Con ơi, từ nay trôi nổi, cậu cháu ta phiêu bạc chân trời, để mẹ con được nghe mà bao hiếu cho yên thân. Đi con, đi với cậu nghe con. Vợ gì mà giờ này đã tan rồi? Ủa, anh Đương à, anh đâu rồi? Ủa, anh bồng nhỏ đi đâu vậy cả? Anh Đương ơi, anh Đương ơi. Hả? Thơ gì đấy? Cô hai, xin cô tha thứ vì tôi đã làm cô đau khổ. Nhưng cô yên tâm, cháu bé đi với tôi sẽ an toàn. Tôi sẽ lo cho nó đến ngày khôn lớn. Xin cô hãy về mà chăm sóc cho ông. Vì ở trên đời, bạc tiền dễ kiếm, chứ cha mẹ chết rồi thì không thể nào tìm được đâu cô. Một lần nữa, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Đừng. Không, không. Con tôi, con ơi, con ơi. Anh Đương, trời ơi, mấy người ác lắm. Con tôi đâu rồi? Trời ơi, con tôi nào có tội gì sao bất đành xa mẹ? Ôi tiếng ru hời từ nay tắt liệm, con ơi đừng bỏ mẹ, trả con tôi đây, tôi gian lại các người mà. Ôi cuộc đời còn nghĩa lý gì đâu, niềm tin đã chết liền. Ai bắt con tôi giờ ở nơi nào? Trả con tôi đây, trả con tôi đây.
Con ơi, con tôi đâu? Trả con tôi đây. Đương à, Đương ơi, quên rồi, nó đi rồi. Phụng à, con có đó không Phụng? Anh Tư à, anh Tư, có nhà đó không anh Tư? Chị Hai đó hả? Tôi đây nè chị. Khỏe không anh Tư? Ôi chà, sao coi bộ bệ rạc quá à? Bệt qua chị ơi. Sắp nhỏ ở đâu hết rồi? Không thấy tụi nó đâu hết. Chắc nó ra ngoài hãng. Không có đứa nào ngoại hết á. Tôi ghé ngoại rồi mới vô đây nè. Anh Tư, giờ anh tính làm sao chứ anh nằm hoài sao anh Tư? Anh nằm hoài rồi, cánh đóng cửa hoài rồi, bây giờ tôi làm sao đây? Tôi đuối quá. Từ hồi thằng Đương nó bỏ đi, rồi mỗi lai ở dưới kia làm chồng làm chéo không thu được tiền, cho nên tôi phải đóng cửa. Đơn giản vậy đó. Mỗi lai không trả tiền cái đóng cửa rồi, giờ cái chuyện tiền của tôi cũng đóng luôn hả? Sao giờ đây? Tại anh tính sao chứ kiểu này đâu được anh Tư. Anh nên nhớ à nghe, tiền của tôi là tiền làm ăn, thiệt kẹt cho tôi, vốn liếng bao nhiêu tôi đổ chút hết cho anh rồi. Anh thua lỗ kéo chìm tôi theo, coi được không anh? Thôi thì như vậy đi nha. Cô ấy như sẵn tiền tôi tin rõ ràng, số tiền thiếu giới hạn anh chưa giao anh phải trả ngay. Chị Hai, chị nên nghĩ lại, bây giờ lấy đâu tiền trả cho xong? Không xong rồi bây giờ anh tính sao đây chứ? Xù luôn là không có ổn với tôi à nghe. Tôi đâu nghĩ vậy. Nhưng mà anh làm như vậy, tiền bạc của tôi tính sao cho lẹ, tôi không chờ đợi được. Chị Hai à, chỗ quen biết làm ăn bao nhiêu năm nay, không lẽ chị làm khó tôi sao chị Hai? Không phải làm khó, tôi đâu có muốn làm vậy đâu. Nhưng mà anh cũng thấy đó, cái gia cảnh tôi nó đơn chiếc quá mà. Thằng con trai của tôi nó không có biết tính toán gì hết trơn hết trời á. Còn có đứa con gái á thì nó đi biệt dạng mấy năm nay rồi à. Một mình tôi xoay sở sao cho kịp. Thấy không, anh cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Chị Hai à, thú thiệt nha, bây giờ tôi không có khả năng trả số tiền đó cho chị. Cái gì? Cái hàng nước mắm tôi cũng đã cầm cố cho người ta rồi. Trời ơi, bây giờ chạy lên là giật luôn phải không? Bây giờ như vậy là giật rồi chứ gì? À, không có dễ à nha. Tôi nói cho anh nghe à nha, anh coi kỹ đi nghe. Cái này là rõ ràng cái ý đồ anh muốn giật của tôi rồi. Vậy là tôi phải đi thưa. Thấy không? Tôi thưa anh cho tới cùng mà anh Tư. Không có để yên với tôi đâu à nghe. Chị Hai ơi, tôi xin chị. Thôi khỏi xin xỏi giữa trơn tội á. Anh cạn tình thì tôi cũng phải cạn nghĩa chứ. Anh chờ đó đi. Chờ đó tác tòa mời anh. Chị Hai, con xin gì mà, con xin gì đừng có làm khó ba con mà. Đâu có làm khó gì đâu. Cô Phụng đó hả? Thằng Phú con tôi nó có nhờ tôi gửi cho cô cái này nè. Chị Hai à, chuyện nhà con đang rối ren như vậy, con không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện riêng tư đâu. Con xin dì nói lại với ảnh giùm con. Cô nói vậy là cũng phải, nhưng mà chuyện nhà tôi nó rối ren á, thì tôi cũng đâu có thông cảm cho ba cô được đâu. Có chuyện gì vậy chị Hai? Thì cái chuyện hôm trước á, hôm trước tôi nói với anh đó. À, thì ra là chuyện đó. Tôi có dò ý con Phụng rồi, nó không đồng ý. Tôi biết. Dì Hai à, chuyện anh Phú muốn cưới con làm vợ là không thể nào có được đâu dì Hai à. Tôi biết là nó không xứng đáng với cô,
cho nên thằng Phú nó tự ái, nó không muốn cho tôi tiếp tục làm ăn với ba cô. Nó nói là nếu cô chẳng thuận ân thì giống liếng kia rút về cho hết, để không còn liên hệ với nhau, nên tôi phải làm như vậy thôi. Nếu như dì hai làm như vậy là rõ ràng làm khó chúng tôi. Chuyện tiền nông làm ăn ràng buộc, với chuyện nợ duyên đâu có dính liếu. Mong dì hãy thấu hiểu chuyện này. Hoàn cảnh hiện nay tôi không thể trả hết số nợ này. Vậy thì chuẩn bị đi hầu đi, vì con tôi nó không muốn chờ lâu hơn. Chị hai ơi, xin chị thông cảm giùm, con cũng chẳng bằng lòng. Có lẽ nào ép buộc hay sao? Trời đất ơi, tôi nói nhiều với anh tôi mệt quá. Đơn giản như vậy mà anh cũng không giải quyết được, rồi hỏi sao? Rồi bây giờ cứ cù nhằn hoài hay sao? Bây giờ tôi nói với anh vậy nha, nếu như anh đồng ý gả con Phụng cho thằng con tôi thì coi như á, dị tình cái chỗ xui gia đó, tôi để yên mọi chuyện hết. Còn nếu như anh không chịu á, thằng Phú tôi nó thua buồn, nó quậy tôi á, thì buộc lòng tôi phải quậy anh. Anh thông cảm giùm nha. Chứ tôi thật không muốn vậy, nhưng mà dù đánh đục thì đục phải đánh săn, thấy không? Suy nghĩ kỹ đi anh Tư, chiều tôi trở lại nói chuyện dứt khoát với anh nghe anh Tư. Chị hai. Ba hãy ráng lo cho sức khỏe, đừng quá xúc động, không có nên đâu ba. Đúng là chuyện đời, cạn tàu ráo mát. Ba ơi, hay là ba để cho con liều nhắm mắt đưa lâm vào cảnh khó khăn, thân con nào kể coi như đã chết đi. Kể từ ngày mất đứa con thơ, đời của con như tắt liệm môi cười. Con chỉ thương ba và bóng xế, mà hai vai còn nặng nề kiếp nhân sinh, sao qua đổi nhọc nhằn. Thôi thì tùy con liệu định, chớ ba đã mòn hơi. Chuỗi ngày tàn chẳng được bao lâu, nhìn thấy con vui ba cũng yên lòng. Có chỗ nương thân yên về gia thất. Nhưng còn ba ở lại sống cô đơn trong suốt chuỗi ngày dài, chẳng yên tâm mà lìa bỏ gia đình. Khi cha già nhành dâu xây bóng mơ, mà con khờ vẫn bặt tâm hao. Ba đã tàn hơi rồi, nếu họ có thưa thì ba đi tù cũng chẳng sao. Nhưng nếu họ phát mãi tài sản thì con ăn ở đâu, con ở đâu, thân gái bơ vơ con hiểu cách nào. Ba, con đâu thể nào để cho ba khổ nhọc như vậy.
đành thôi ba. Con sẽ đồng ý về làm vợ của anh Phú, cho gia đình mình qua khỏi cơn phong ba. Tội cho con quá. Không sao đâu ba. Thôi ba nằm nghỉ đi ba. Gần một năm rồi, anh biết không, tình yêu chôn kinh tận nhớ thương siết chặt hồn tôi mài. Tình đã xa rồi sao vẫn mong. Đêm cô đơn sương phủ vắng mờ cỏ cây, phương xa nào anh có hay, nơi đây dòng tố lên đầy, con thơ phiêu bạc chân trời, tìm mỏi mòn một lần nữa phản bội anh. Dù em không yêu người chồng em sẽ lấy, tha lỗi cho em, tha lỗi cho em anh Thể ơi. Phụng, có thật như vậy không em? Có thật là em phải đi lấy chồng hả? Anh Thể, anh Thể, cảm ơn trời Phật anh đã về, để cho em còn được gặp lại anh trước ngày em xuất giá. Phùng, em tàn nhẫn với anh lắm. Anh có lỗi gì với em mà em lại đày đọa anh như vậy chứ? Em nói đi, tại sao, tại sao em luôn làm cho tôi đau khổ? Nếu ngày mai này thật sự mất em thì đời anh khác chi là sống trong địa ngục giữa dương trần. Đài đọa bao giờ nguôi, vì sao em nỡ đang tâm để tôi thành kẻ lỡ làng, ôm nhớ thương xuôi lệ tràn. Tình anh từ lâu em vẫn dèn dình, bão giông tràn ngập gia đình thì em đâu có thể nào để anh gánh chịu ba đào, nên em đành lối câu chờ. Ngày xưa vì em rung động tâm hồn, chứ yêu em quyết dạng dình, anh cam tâm làm kẻ si tình. Giờ em đang quỷ thân mình thì lẽ nào anh quay lưng đành sao? Anh Thể, anh cũng biết hoàn cảnh hiện giờ của gia đình em. Anh có thể giúp em giải quyết chuyện này mà Phụng. Em hãy suy nghĩ lại, còn kịp mà em. Phụng ơi, anh gian em đừng tự đày đọa mình như vậy nữa.
Muộn rồi anh Thể ơi. Em đã nhận lời của người ta. Và ngày mai sẽ đưa em về chúng là xa. Cha già quạnh yêu xin nhọc lòng anh hãy chăm lo cho em yên lòng về làm vợ của người ta. Chôn kính cuộc đời đài đọa một kiếp qua. Phụng ơi bao năm qua anh nghe cố đợi chờ, sẽ có ngày mai em đáp lại lòng này. Nhưng anh đâu ngờ quá đau lòng, trời ơi muộn thật rồi sao. Anh Thể ơi, đêm nay rằm nhưng mây mù che trăng khuất lối. Tạ từ rồi, em xin anh hãy thứ tha. Phụng, đừng, em đừng đi Phụng ơi. Anh xin em mà, đừng giết chết đời anh như vậy Phụng ơi. Anh Thể, bên anh giây phút sau cùng, xa anh nghe xót xa lòng mối tình nồng anh đã trao. Thôi đành để anh đớn đau ngàn ngày, nhớ thương trao dâng kỷ niệm. Ôi sao tình anh quá vô duyên, nên bé bàng tiếng bàng tình chung. Phụng ơi, em xa anh thật rồi sao? Anh mất em thật rồi sao? Phụng con. Ba, ba còn yếu lắm, ra đây làm gì hả ba? Sao con chưa đi đi cho kịp giờ, để về bên đó làm lễ. Kể nãy giờ là người ta kỹ lắm, không nên đâu con. Tại sao họ không rước dâu mà em Phụng phải sang đó vậy bác? Vui vẻ gì mà tiệc tùng đưa đón con. À, sao bác mệt quá. Con Phụng nó muốn âm thầm như vậy đó. Thôi đi đi con. Ba, ba ráng giữ gìn sức khỏe nghe ba. À, mai mốt con sẽ về thăm ba. Thưa ba, con đi. Em đi nghe Thể. Phụng con. Kìa bác. Phụng ơi. Phụng. Đừng con. Để cho nó đi đi. Đừng gọi nó. Bác thay nó mà xin lỗi cháu. Để con đưa bác đi bệnh viện nha. Đừng. Nghe bác nè, an táng cho bác âm thầm. Bác Tư. Đừng cho nó biết nghe con. Bác Tư à. Phụng ơi, ba xin lỗi. Thể. Dạ. Cho ba. Ba. Bác Tư xin lỗi.
Bác Tư, Bác Tư, Bác Tư. Dạ thưa má, cơm dọn xong rồi, má ráng ăn chén cơm nghe má. Con dọn cơm cúng cho chồng con chưa? Dạ rồi má à. Má ráng ăn miếng cơm nghe má. Ăn gì mà ăn biết nữa, ham ăn ham nhậu chi mà cho mắn quả vậy nè. Giờ con bỏ má bỏ vợ con vậy nè, con thấy không con? Xin má hãy dằn bớt cơn xúc động. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi má à. Trời đất ơi, tôi đâu có ăn ở ác nhân sát đức mà sao con tôi nó chết vậy nè. Trời ơi, cái gia đình này sao mà bạc số quá. Con gái thì đi quan biệt tâm biệt tích, còn con trai thì yếu mạng chết quang. Để che tàn phải khóc măng nung, rồi đây đơn chiếc cành mẹ già trơ trọi chiều hôm, thầm khóc nhớ thương con. Nhà của ta từ nay hiếu quạnh, biết lấy ai nuôi dõi tâm đường, đành mang tội với cửu quyền. Má ơi, nhà mình gặp cảnh không may, chồng con giăng xô chết đi, thì con xin thay thế cho chồng hầu hạ má trọn đời. Anh ra đi chưa hẳn là tuyệt tử, vì con đã mang thai. Hả? Con nói sao? Con có thai hả? Dạ, con có thai 3 tháng rồi má à. Trời ơi, vậy thì tốt quá. Tạ ơn cửu quyền thất tổ, trời Phật còn thương xót trong hồn thằng Phú nó hiển linh. Ôi, con ơi, con đi ra chợ mua trái cây cho má đi. Má phải đi ra mộ thằng Phú mới được. Đi đi con, đi giùm má đi. Dạ thưa má, con đi. Cẩn thận nghe con, để dấp té một cái hư thai là chết rồi nghe. Lại tạ trời Phật, tôi có người nối dõi tâm đường rồi. Mô Phật, bữa nay bắt đầu tôi ăn chay nè. Má. Hả? Cái gì? Ôi trời ơi, Diệp, dữ ác không à. Tao bữa nay mà mới chịu về đó hả? Diệp ơi, anh hai của con nó... Con biết hết rồi má, vì vậy con mới về đây nè. Má ơi, con có lỗi với má, với anh hai con nhiều lắm. Mày bỏ nhà mà đi biệt tích mấy năm nay hả? Bộ mày không thương má hả con? Má, con thương má lắm. Chỉ vì một phút giây nóng nổi mà con nỡ ra đi, để mẹ thương sầu nhớ con suốt mấy năm. Nay biết lỗi lầm, con đã quay về cầu xin má hãy xót thương, mở đôi tay rộng xóa giùm cho con bao lối xưa. Con về nơi đây má đã vui rồi, anh con yêu qua đời từ đây chỉ có con. Ôi lòng mẹ thương con như biển Thái bao la, trang hòa như ánh nắng
Sợi ấm đời con bao năm dài lưu lạc, tìm lại niềm tin trong mái ấm gia đình. Kể từ nay con làm lại đời mình, con sẽ không bỏ má mà ra đi nữa, cho tuổi già má được trọn niềm vui. Anh hai ơi, em đã về nhưng nào gặp được anh để nói với anh những lời tha tôi. Bởi ngày xưa em dại khờ quá đôi, ganh tị nhỏ nhen giành giật với anh mình. Anh con nó là con trai trưởng ở trong nhà, thì sự nghiệp gia đình này nó phải thay ba con mà gánh vác. Còn con là con gái, thương là thương, lo cho con có bề gia thất, cưới hỏi rỡ ràng, có của hồi môn. Sao con dại khờ mà con ganh tị với anh con vậy chứ? Má, má ơi, con đã hiểu ra điều đó, mới thấy tâm chân tình mà anh và má đã cho con. Bây giờ hiểu ra đã quá muộn rồi, má ơi, gia tài này con đâu cần có nữa. Anh hai chết đi thì lấy ai mà con dành giấc nữa, mới thấy tình thâm biết nhục quý hơn tiền. Bây giờ con về thay thế anh con, phụng dưỡng mẫu từ khi tuổi già bóng xế. Một mình con gia tài thừa hương, mà thật sự trong lòng con vẫn thấy không vui. Mô Phật à, đi biệt mấy năm á, lần này về má mới thấy con chững chạc hiểu biết nhiều điều đó, má mừng lắm. Nhưng mà con đừng có buồn, anh hai con nó vắng số, nhưng mà nhà mình chưa hẳn là tuyệt tử đâu con. Má nói vậy là sao hả má? Thì chị hai mày nó có thai 3 tháng rồi. Anh hai có vợ rồi? Trời đất, hồi nào vậy má? Con sao rượu như ảnh mà có người chịu lấy nữa hả? Con nhỏ nào mà ngu dữ vậy? Trời ơi trời, mày đừng có nói bậy mày. Chị hai mày là con nhà gia giáo, có học thức đàng hoàng à con à. Vậy sao? Cũng ngộ quá ha. Mà má ơi, bà có bầu thiệt hả má? Trời đất ơi, mẹ ăn nói gì kỳ cục vậy? Bầu là có bầu chứ thiệt giả làm sao? Tội cho nó lắm con ơi, nó còn trẻ quá mà quá bụa sớm quá. Coi chừng bà có số sát phù, nên chưa gì đã khắc chết anh hai con đó má. Không có đâu con, má coi tuổi kỹ lắm mà ngang, tuổi nó với thằng Phú Hạp lắm, không có xung khắc gì hết trơn á. Anh hai mày chết đó là tại vì nó nhậu xỉn. Nhậu xỉn vậy đó mà lội ra biển chết chìm ở ngoài, chứ mắc mớ gì tới chị hai mày đâu. Đừng có nói vậy, nó nghe được nó buồn tội nghiệp nha con. Cha cha cha, chưa gì mà má bên con dâu chầm chập vậy ha. Con cũng ráng chờ coi là chị hai mày danh giá cỡ nào. Con này tánh tình đi kỳ khôi xéo sắc không bỏ. Cà kìa, chị hai mày nó về tới kìa, đừng có nói bậy nghe chưa. Dạ con mua đủ hết rồi nè má. Để đó đi con, có em con nó mới về nè. Cô ba về hả má? Vậy thì hay quá. Chưa chắc hay hay là dở à nghe. Bà chị, cô Diệp, cô ủa bộ hai chị em biết nhau hả? Biết chứ, ranh nữa là khác. Tưởng ai danh giá gì cho lắm, ai về là con mẹ Mỹ. Cái gì vậy? Trời đất ơi, mày nói cái gì xàm xở vậy con kia? Tôi không có nói xàm, má không tin thì hỏi nó đi. Giác của giác tiền đi mua thơm mà nhắm mắt nhắm mũi lửa nhầm thơm thối. Ủa, nó nói gì vậy?
Phụng, bộ con với nó à? Dạ con nghẹn hỏng rồi. Sao nói được? Để tôi nói giùm cho. Má ơi, con dâu Thanh Bạch danh giá của má thực ra là loại gái bao cao cấp, chỉ cầm với Mỹ để ăn tiền. Tôi với nó đã từng đụng độ nhau, nó giành khách với tôi nên tôi nhớ mặt nó hoài. Trời đất ơi, lẽ nào lại như vậy? Mày đi bán ba còn lớn giọng ào ào, còn cô, sự thật thì như thế nào? Sao cúi đầu im lặng là nghĩa làm sao? Má ơi, con xin má bớt giận, hãy bình tâm nghe kỹ đuôi đầu. Chuyện trước kia không thể xóa mờ, con không phải là hạng băng phấn buôn lương. Vậy thì tại sao thầy giáo thể người yêu tôi lại đắm sai bà? Ông Mỹ đi rồi bỏ lại một đứa con, một đứa còn lại mũi lọ mắt xanh lè, có đúng không? Sao bà im lặng? À, thấy chưa, im lặng là chấp nhận mà. Trời đất ơi, tôi tưởng chừng như sấm nổ à. Chuyện tài trời như vậy mà tôi không biết không hay à. Chắc bà đem cho thằng nhỏ ở đâu rồi mới gạt gẫm má gạt cả anh hai. Vì anh biết ra sự thật đau lòng mới trầm mình xuống biển để quyên sinh. Không, không phải như vậy đâu. Má ơi, con không phải là người như vậy đâu má. Khốn nạn, con quỷ này, mày đã hại chết con tao. Mày đem cái thân hư hèn của mày về làm nhục cả gia đình tao. Cái đồ khốn nạn, thằng cha tao Thành. Trời ơi, thằng cha tao Thành nó chết rồi. Chết rồi, cũng đổi mồ giờ đây mà coi đây nè. Trời ơi, tại sao cha con không gạt tôi, tại sao? Tại má hồ đồ, tại thằng anh tôi ngu muội. Rước đĩ về nhà mà tưởng là danh giá lắm. Còn mày, cho mày biết, cái xui rủi trong nhà này là do mày mang tới. Mày muốn trả thù tao chứ gì? Không, không có đâu. Xin cô đừng đổ oan cho tôi như vậy. Không có mà. Oan cái gì mà oan? Bây giờ chỉ có đào mồ dựng âm thình vậy đó rồi mắng vốn con mới được. Oan cái gì mà oan? Hả? Mà thằng cha tôi Thành. Mà ơi, con có tội mà hành hạ con thế nào cũng được, nhưng con cầu xin má đừng sỉ nhục ba con. Người đã nằm yên dưới đáy hoàng hồ, nào có tội gì mà quyền rủa khinh khi. Lẻo mép hả mày? Xác này đây nào có xa chi, cứ việc ra tay hành hạ bấm dầm cho thỏa lòng ích kỷ nhỏ nhen. Nhưng tôi không phải thứ gạt lừa, tôi không giết chồng, xin đừng đổ tội cho tôi. Trời ơi là trời, con ơi là con, sao con khờ con dại vậy hả con? Nó hư hèn thì đuổi mẹ nó đi, hành hạ quách cho nó chết mẹ đó. Thử chiến à, đau khổ rượu rượu chi mà chết thảm như vậy nè. Tôi Thành, tôi Thành ơi, ông về em coi con ông nó giết con tôi nè. Trời ơi, cha con ông là một thứ lường gạt. Má ơi, má. Giang Sa, mày đừng kêu má tao bằng má, nghe nhục lắm mày. Kêu hàng ri của mày kìa, kêu anh thể của mày kìa. Đồ khốn nạn, đồ lăng loàn lan chả. Không, mình ơi, qua cho em làm mình ơi. Yeah.
Trời ơi, có lẽ nào sự thật lại là như vậy? Thương con, con đã trách oan cho cậu Thể rồi đó. Vậy mà bấy lâu nay con đã để tâm tư trào dâng niềm đau khôn xiết, nhưng biết đâu mẹ con hàng mà quan nói chẳng nên câu, và một người ân sâu mà đang tâm rẽ kinh nặng lời. Giờ nắng hồng sang soi, từ hôm nay hết bao khổ sầu. Bác ơi, bây giờ con phải tới tìm mẹ con để nói lời tạ tội với mẹ. Bác đi với con nha bác. Con cứ tới đó trước đi, bác về khách sạn cho thằng Nạt hay mọi chuyện rồi tới sau. Con nhớ đừng cho mẹ con biết chuyện này, để tránh cho bà ta xúc động. Dạ. Đợi bác và thằng Đạt tới hẳn hay nghe con. Dạ, thưa bác con đi. Ra ngoài cổng đón bạn em mà. Em thấy đỡ chút nào chưa? Anh Thể, em đau lần này thấy không giống như mấy lần trước. Em nghĩ là... Em đừng nghĩ bậy. Lần này cũng vậy thôi, rồi em sẽ khỏi em mà. Em đừng có lo mà. Bây giờ con thương, nó đã không còn hờn giận em nữa. Nó chịu tới đây nói lời xin lỗi với anh. Em mừng lắm. Em cảm ơn anh. Em mang ơn anh nhiều lắm. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Em đang mệt đó. Nếu bây giờ không nói, em sợ là chắc không còn kịp đâu anh. Phụng. Anh Thể ơi, chắc là em mòn sẽ không còn sống được bao lâu. Em muốn mai sau này được anh dạy dỗ con thương, cho nó nên người có nghĩa có nhân, cho nó không quên làng cội. Phải ra đi nhưng sao quặn thân thương đau tất già nôn nao. Ôi bao nhiêu phiền hận trong đời. Em yên lòng, chắc nơi xứ lạ quê người, con em nó cũng lớn khôn rồi. Nó sẽ về tìm lại mẹ hiền, dứt bệnh tình em phải gắng sức nghĩ mình.
mình, chờ ngày gặp lại con khờ. Xóa đi năm tháng mịt mờ. Qua rồi bao nhiêu dòng báo trong đời, lẽ đâu em lại đầu hàng. Mà sao em thấy sức cạn mồm hơi. Có lẽ em lại phải lìa bỏ anh đi. Em cứ phụ anh hoài, suốt cuộc đời lao đao. Anh thương em xin đừng để già, cho em xin gửi lại đứa con khờ. Em đã nghe hồn phách giật giờ, chắc đã đến giờ ra đi. Không, không đâu Phụng ơi, em đừng bỏ anh Phụng ơi. Em không thể tàn nhẫn với anh như vậy. Phụng, em tỉnh lại đi Phụng. Phụng, em đâu có sao. Anh đừng sợ, em chỉ thiếp đi một chút thôi. Anh Thể ơi, anh đây. Em muốn gặp con Thương. Anh gọi nó giùm em nha anh. Em nghĩ đi, để anh đi kêu nó nha. Mẹ, mẹ ơi, con đây nè mẹ. Mẹ coi ai tới nè mẹ. Ai vậy con? Ủa, cháu Đạt. Con, cô Phụng. Cậu Thể. Anh Đương. Anh Đương đây mà. Anh Đương. Anh Đương ơi, con của tôi. Anh Đương ơi, con của tôi đâu? Tôi lại anh. Tôi lại anh mà. Phụng, bình tĩnh đi em. Phụng, cô Phụng, tôi xin lỗi cô. Ba ơi, có thật đây là nó là phải, nó là đứa trẻ mà 20 năm trước đó cô. Trời ơi. Cô Phụng. Đây là mẹ của con. Mẹ ruột của con đó Đạt ơi. Con tôi. Con ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Con tôi đi mà. Trời ơi, con tôi. Mẹ ơi. Mẹ của con. Nín đi con. Đừng khóc. Đừng khóc nghe con. Gió đưa cây cải về trời, rau rậm mở lại. Rau rậm mở lại, chịu lời đắng cay.
Ôi tiếng ru hời mà từ bấy lâu nay. Con đã từng ao ước được nghe trong vòng tay mẹ như thuở còn thơ. Mẹ đây rồi, mẹ đừng bỏ rơi con, để con bơ vơ thương nhớ mẹ vô bờ. Ôi con của tôi lạc loài nơi đất khách, con ơi bao đêm nhớ thương con trong giấc mộng mẹ tìm. Nay con về bên mẹ mà cứ ngỡ chim bao. Đừng, xin đừng ai bắt mẹ xa con, đừng để con tôi cuối cùng trên đời. Dòng tố đã qua châu về hiệp phố, ngàn ngào dòng lệ trời cao ơi ông cô thấu cảnh này. Anh hai, anh hai ơi, ngày đoàn tụ sum vầy vui mừng chào dân nước mắt. Ôi đây là sự thật ấy chim bao. Nếu như đây là một giấc mơ thì xin để cho tôi chìm hoài trong cõi mộng. Nơi đó mẹ tôi thân cò lầm lỗi trêu nặng lòng thương đứa con chiều xa bay. Nay đã về đây con mẹ được sum vầy, đây nghĩa đây ân đây thâm tình quyết nhục là cõi là nguồn trong tiếng mẹ âu ơi. Mẹ ơi nơi xứ người bao bằng tuyết sương rơi, con thương mẹ nắng mưa bao mùa cằn côi. Con tự trách mình vô tâm quá đổi để mẹ thân yêu giàu dài bao ngày. Con hỡi tiếng nói thân thương, hai mươi mấy năm trường tình thâm xa cách, giờ nghe thỏ thẻ bên tai cũng gọi mẹ hiền cho mẹ niềm vui. Đây giấc mơ đã thành con bên mẹ từ đây. Ơi con hãy lại đây cùng mẹ, đây là anh con, anh cũng đi về đây. Anh Thể ơi, em đã tìm lại đứa con em. Anh Đường ơi, tôi xin dập đầu bái tạ. Anh đã dưỡng nuôi hai mươi mấy năm rồng ra cho ngày hôm nay đoàn tụ sum vầy. Cô Phụng ơi, cô đã thương tình không trách giận vì tôi, là tôi đã yên lòng hóa già. Anh hai ơi, anh đừng đi đâu nữa, cho mẹ được yên lòng mà sống cạnh bên con. Con tôi Phụng, con em nay đã tìm lại được
Anh tin cuộc sống sau này em sẽ hạnh phúc hơn xưa. Em phải cố gắng lên em. Bác Thể, mẹ con. Mẹ con yếu lắm rồi con ơi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Con đau lòng quá mẹ ơi. Đừng con. Con đừng khóc. Hãy để cho mẹ được nhìn thấy gương mặt rạng ngời như thuở nào mẹ còn ru con ngủ trong đôi. Mẹ ơi, từ nay con sẽ ở bên mẹ. Hãy cho con được chăm sóc và phụng dưỡng cho mẹ. Mẹ ơi, hãy cho con sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Nghe mẹ. Con ơi, Đạt ơi, thương. Các con lúc nào cũng sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Anh Thái, anh đây. Mơ ước này mình chờ đợi lâu lắm rồi phải không anh? Phải. Nay đã được rồi. Em đã yên lòng ra đi. Mẹ ơi, em hãy cố gắng lên phụ ơn. Con em nó mới tìm lại được em. Lẽ nào em lại bỏ tụi nó sao em? Mẹ, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Không, mẹ thương các con lắm. Mẹ không giận con đâu. Mẹ. Đạt ơi. Dạ. Con hãy thay mẹ mà chăm sóc cho em con. Mẹ con, mẹ thương hai con nhiều. Một đứa mồ côi thật rồi sao? Mẹ ơi, cô Phụng ơi, tôi thật là có lỗi với cô. Phụng đã ra đi trong niềm vui trọn vẹn rồi anh đương à. Anh đừng nên ai nấy. Đạt, con đã trở về và đã nhìn lại được mẹ con. Đó là sự toàn vẹn nhất, tốt đẹp nhất rồi con à. Mẹ ơi, thương. Mẹ con lúc nào cũng thương yêu con nhiều lắm đó con. Bác Thể ơi, mẹ con. Mẹ ơi, mẹ, con sẽ thay mẹ lo cho em con và Bác Thể. Mẹ hãy yên lòng nghe mẹ. Mẹ thương yêu nhất của đời con. Đây rồi một giấc chiêm bao, vòng tay mẹ quá lo
trong trí